chương 1090, kinh sợ thối lui. Cái gì, tráng hán dâu dài thấy ngũ chảo lôi long trong khoảnh khắc bị chế trụ, trong lòng giật mình. Lúc trước gã thấy thực lực hàn lập không tầm thường, tu luyện thần thông thời gian pháp tắc càng vô cùng quỷ dị, cho nên vừa ra tay đã xuất toàn lực. Đầu tiên là gã lấy linh vực hạn chế thực lực hàn lập, lại bỏ đại giới hy sinh pháp tắc tinh ti trong cơ thể thi triển một môn bí thuật điện quang mạch nghịch chuyển, cưỡng ép để cao tốc độ thi pháp, cuối cùng điều động toàn bộ pháp tắc tinh ti, dốc một kích toàn lực. Gã vốn cho rằng dù không giết được Hàn Lập, cũng có thể đánh cho hắn trọng thương, không ngờ vẫn bị đối phương ngăn trở. Tráng hán dâu dài vốn tính tình bạo ngược, bị thái tuế tiên tôn phong ấn nhiều năm như vậy, tâm tính càng trở nên cực đoan nên khi phá được phong ấn ra nhìn thấy Hàn Lập và các tu sĩ chân tiên giới, lập tức dồn oán hận đối với thái tuế tiên tôn lên trên thân bọn Hàn Lập, không thể chờ đợi đã hạ sát thủ. Nhưng giờ phút này thủ đoạn mạnh nhất của mình cũng không làm gì được Hàn Lập, lửa giận quay cuồng trong lòng đã nguội lại, khôi phục một chút tỉnh táo, không khỏi bắt đầu sinh thoái ý. Hàn lập giam cầm ngũ trảo lôi long, trong lòng cũng thoáng buông lỏng, âm thầm tự trách bản thân quá mức khinh thường, vừa rồi nếu ngay từ đầu triển khai thời gian linh vực, tuyệt sẽ không lâm vào hiểm cảnh như vậy. Đang cân nhắc, động tác trên tay của hắn vẫn không chậm chút nào, lật tay vung lên, một chiếc bích ngọc hồ lô xuất hiện trước người, chính là huyền thiên hồ lô. Vào thời khắc này, bên cạnh hàn lập đột nhiên vang lên một tiếng ầm ầm trầm đục, ngay sau đó sáng rực kim quang, Hóa ra lại là ngọn lửa màu vàng ở tế đàn kia. Lúc trước liên tục đột biến, hắn cơ hồ quên mất ngọn lửa này. Giờ phút này ngọn lửa màu vàng tựa hồ sinh ra cộng hưởng với thời gian linh vực xung quanh, bỗng nhiên phồng lớn lên gấp mấy lần, cháy hừng hực, vậy mà không bị chân môn Bảo Luân và đoạn thời hỏa cảnh ảnh hưởng chút nào. Một cỗ ba động thời gian pháp tắc mãnh liệt từ trong ngọn lửa màu vàng cháy hừng hực bộc phát ra, dẫn tới thời gian linh vực xung quanh cũng dung chuyển một trận. Đây là Hàn lập kinh ngạc nhìn thoáng qua ngọn lửa màu vàng, trong mắt lóe lên dị sắc, bấm niệm pháp quyết phung lên. Hai đạo pháp quyết từ trong tay hắn bay ra, chia ra chui vào trong ngọn lửa màu vàng và huyền thiên hồ lô. Thời gian pháp tắc tinh ti của Hàn lập quấn quanh ngọn lửa màu vàng vào bên trong, tinh ti bỗng nhiên sáng lên, mang theo ngọn lửa màu vàng hóa thành một đoàn kim ảnh, vỏ tới ngũ trảo lôi long. Huyền thiên hồ lô lập tức sáng lên quang mang xanh biếc ở xung quanh, rồi phụt một tiếng, phun ra một cỗ quang mang xanh biếc, cuốn về phía ngũ trảo lôi long. Tốc độ quang mang xanh biếc của huyền thiên hồ lô phun ra càng nhanh, cuốn lấy ngũ trảo lôi long, mãnh liệt kéo. Thân thể ngũ trảo lôi long chấn động, phảng phất như bị hòa tan khi quang mang xanh biếc bao phủ, chậm rãi sụi lơ xuống. Nhưng ngũ trảo lôi long là do hơn 100 sợi pháp tắc tinh ti của tráng hán dâu dài cô động thành, ẩn chứa lực lượng pháp tắc quá mức khổng lồ, cho dù huyền thiên hồ lô cũng vô pháp nhanh chóng thu nó lại. Vào thời khắc này, ngọn lửa màu vàng kia đã bắn tới, đánh vào trên thân ngũ chảo lôi long. Chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, huyền thiên hồ lô cũng chỉ có thể làm ngũ chảo lôi long thoáng rung chuyển, nhưng khi bị ngọn lửa màu vàng chạm vào, lập tức ngũ chảo lôi long nhanh chóng mục nát suy bại, bị cắt thành hai đoạn. Hàn lập khẽ giật mình, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Tráng hán dâu dài nhìn thấy cảnh này thì kinh hãi, nhưng sau một khắc, ngọn lửa màu vàng đột nhiên chớp động kịch liệt, thời gian pháp tắc chi lực bên trong kịch liệt quay cuồng, chân ngôn bảo luân và đoạn thời lưu hỏa cũng bị rung chuyển, chấn động không thôi, bỗng nhiên buông lỏng giam cầm ngũ trảo lôi long. Tráng hán dâu dài thấy cảnh này, ánh mắt sáng lên, bên ngoài thân đại thịnh lôi quang màu đen, lăn một vòng tại chỗ, hóa thành một đầu ma thú cự sư dài chừng 10 trường. Toàn thân cự sư hiện ra màu đồng cổ, nhìn phảng phất một con đồng sư, trên da phủ kín hoa văn tiểm điện màu đen, trên đỉnh đầu mọc ra hai chiếc sừng đen uốn lượn, có từng tia chớp màu đen lượn lờ trên đó. Lôi điện trên hai cái sừng đen ở đỉnh đầu cự sư đột nhiên sáng lên quang mang, phảng phất hai vầng mặt trời nhỏ màu đen. Hai đoạn bị cắt của lôi long lập tức sáng lên, nhanh chóng thu nhỏ lại, hóa thành hai lôi hoàn màu đen, một lớn một nhỏ. Hai lôi hoàn màu đen bắn ra lôi điện pháp tác vô cùng mãnh liệt, mặc dù không cường đại bằng ngũ chảo lôi long trước đó, nhưng lại ngưng thực hơn rất nhiều, hơn nữa càng thêm sắc bén. Chúng giấy rụa, thoáng cái đã thoát khỏi trói buộc của hào quang xanh biếc, đồng thời đẩy chân môn bảo luân và đoạn thời lưu hỏa trung quanh ra mấy phần. Vèo một tiếng, hai lôi hoàn bay vụt ra ngoài chân môn bảo luân và đoạn thời lưu hỏa mưa tưởng chạy trốn hàn lập thấy cảnh này sắc mặt trầm xuống há miệng phun ra một đạo thanh quang và một đạo kim quang đạo thanh quang kia lóe lên chui vào trong huyền thiên hồ lô hào quang xanh biếc do hồ lô phát ra lập tức sáng lên trong hào quang hiện ra đạo đạo tinh ti xanh biếc hào quang xanh biếc vèo một tiếng bắn ra nhanh như điện tốc độ so với trước đó nhanh hơn mấy lần trong nháy mắt đuổi kịp hai cái lôi hoàn màu đen lần nữa bao vây nó lại từng sợi tinh ti xanh biếc từ trong hào quang lộ ra nhiều chừng ba bốn mươi sợi quấn chặt lấy hai cái lôi hoàn màu đen lôi quang trói mắt trên lôi hoàn lập tức ảm đạm ngưng lại trong khi đó đạo kim quang kia lóe lên bay vụt đến trước ngọn lửa màu vàng trong kim quang là hai mươi mấy sợi pháp tắc tinh thi phần phật một tiếng trải rộng ra hóa thành một quang võng màu vàng bao phủ ngọn lửa màu vàng vào bên trong thời gian pháp tắc cuồn cuộn bên trong ngọn lửa màu vàng lập tức bị ngăn cách hơn phân nửa chân ngôn bảo luân và đoạn thời hỏa cảnh đang chấn động lập tức bắt đầu lắng lại. Tay Hàn Lập nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, chân ngôn bảo luân chỉ bao phủ ba bốn trăm trượng lập tức trải rộng ra, cấp tốc lan tràn về phía hai cái lôi hoàn màu đen. Ma thú đồng sư thấy cảnh này, lần nữa giật mình, ngửa đầu gầm thét một tiếng, lôi văn màu đen trên người nó trong nháy mắt tỏa sáng hào quang, sau đó tất cả quang mang đều hồi tụ lại hai chiếc sừng đen trên đỉnh đầu. Hai cái sừng đen trong nháy mắt trở nên trong suốt, tỏa ra lôi quang sáng ngời, mắt thường cơ hồ khó mà nhìn thẳng được. Vòng lôi hoàn màu đen lớn trong hào quang xanh biếc chợt sáng lên lôi quang rực rỡ, giấy ruộng mãnh liệt thoát khỏi hào quang xanh biếc trói buộc, lóe lên chui vào trong miệng đồng sư. Còn vòng lôi hoàn nhỏ mặc dù cũng ra sức giấy ruộng nhưng lực lượng ẩn chứa bên trong tựa hồ không đủ, không thể thoát ra hào quang xanh biếc trói buộc, bị gợn sóng màu vàng lan tràn đến bao phủ, trong nháy mắt lần nữa ngưng kết bất động. Sau đó hào quang xanh biếc co rụt lại, vòng lôi hoàn màu đen bị hào quang bao vây lấy, vèo một tiếng chui vào trong huyền thiên hồ lô. Ma thú đồng sư nhìn thấy cảnh này, hai con mắt trong nháy mắt trở nên đỏ như máu, trong miệng phát ra một tiếng gào thét kinh thiên, toàn bộ động quật lắc lư ù ù. Hàn lập cười lạnh một tiếng, thân hình chuyển động hóa thành một đạo kim ảnh, đánh tới phía ma thú đồng sư. Thời gian linh vực của hắn cũng mãnh liệt trải rộng ra, chụp vào ma thú đồng sư kia. Tiểu tử nhân tộc, ta nhớ kỹ ngươi, ma thú đồng sư nhiều lần lĩnh giáo thời gian pháp tắc của Hàn Lập, lòng đã sớm sợ hãi, sau khi nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể khổng lồ hóa thành một đạo điện quang màu đen, vào tới phía trước động quật, trong chớp mắt liền biến mất vô tung. Những ma tộc khác trong động quật nhìn thấy ma thú đồng sư thoát đi, cũng không còn lòng tái chiến, rối rít đuổi theo, trong nháy mắt biến mất vô tung. Hàn Lập không có đuổi theo, dừng lại thân hình, bấm niệm pháp quyết thu hồi thời gian linh vực và các loại chân môn bảo luân vào. Thời gian linh vực vừa thu lại, ngọn lửa màu vàng kia cũng đình chỉ quay cuồng, nhanh chóng thu nhỏ, khôi phục lại trạng thái ban đầu. Bất quá ngọn lửa màu vàng rút nhỏ hơn một nửa so với lúc đầu, thời gian pháp tắc chi lực bên trong cũng giảm xuống rất nhiều, tựa hồ trước đó công kích ngũ chảo lôi long kia đã tiêu hao lực lượng. Hàn lập thấy cảnh này, nhíu mày, thần thông của ngọn lửa màu vàng óng này có hiệu quả khá tương tự với hỏa tuế huỳnh trùng trước đó, nhưng lại cường đại hơn nhiều, không thể so sánh nổi. Chẳng qua là lửa này chỉ có thể sử dụng lại một lần nữa, quá mức đáng tiếc. Trong lòng của hắn thở dài, tay bấm niệm pháp quyết một cái, hai mươi mấy sợi tơ thời gian pháp tắc tinh ti quay tít một vòng bao vây lấy ngọn lửa màu vàng, hình thành một phong ấn hình dạng đóa hoa, bao ngọn lửa màu vàng vào trong đó. Hàn lập phất tay áo lên, thu đóa hoa màu vàng óng này vào. Mấy người lôi ngọc sách, Lam Nguyên Tử cũng không đuổi theo, bọn họ vốn đang bị thương, vừa rồi đối mặt với mấy chục tên thái ất cảnh ma tộc đã rơi vào hạ phong, miễn cưỡng trèo trống, giờ phút này tình huống có chút không ổn. Đám ma tộc vừa biến mất, cả bọn vội vàng tự mình ngồi xuống khôi phục hàn lập vừa mới luân phiên kịch chiến tiêu hao khá lớn nên cũng lấy ra một viên đan dược ăn vào vận công luyện hóa hơn nửa canh giờ sau bọn lôi ngọc sách lần lượt đứng lên lần này lại nhờ có hàn đạo hiếu nếu không chỉ sợ hôm nay chúng ta phải táng thân nơi đây rồi trong mắt lôi ngọc sách lóe lên một tia phức tạp chắp tay nói với hàn lập lôi đạo hiếu khách khí bất quá những ma tộc kia là có chuyện gì xảy ra lôi đạo hiếu tựa hồ biết chút ít gì đó xin thật lòng nói rõ mắt hàn lập sáng lên ẩn ý nói ra, những người khác nghe vậy, cũng nhìn qua lôi ngọc sách. Nhưng lôi ngọc sách không trả lời ngay câu hỏi Hàn Lập, mà phi thân đi vào chỗ tế đàn lúc trước. Quang môn màu đen kia giờ phút này đã biến mất không còn tâm tích, chỉ còn lại một đống đá vụn che kín mặt đất. Lôi ngọc sách phất tay phát ra một cỗ kim quang cuốn những đá vụn kia đi, lộ ra mặt đất phía dưới. Trên mặt đất có một phiến đá hình tròn màu ám kim, trên phiến đá khắc rõ một pháp trận phức tạp, nơi góc pháp trận còn đứng vững tám cây cột đá màu vàng cao hơn một xích nối liền cùng một chỗ với pháp trận trên mặt đất phiến đá hình tròn giờ phút này đã nứt ra mấy khe hở phía trên pháp trận cũng có nhiều chỗ tổn hại đã ngừng vận chuyển tất cả trận văn đều ảm đạm vô quang lôi ngọc sách nhìn thấy tình huống này sắc mặt nhất thời trở nên nặng nề phủ lên một tầng xương lạnh hùng đạo hiếu cục diện hiện tại đều là do hành động lỗ mãng của các hạ gây nên lôi ngọc sách nhìn về phía hùng sơn trầm giọng nói ra thật có lỗi tại hạ cũng không biết rút kiếm này ra sẽ dẫn đến nhiều ma tộc đi ra như vậy, sau này ta sẽ cẩn thận. Hùng Sơn chắp tay nói ra, y mặc dù nói xin lỗi, nhưng thần sắc không mảy may hối hận, ngược lại trong mắt lộ ra từng tia vui mừng không đè nén được, thỉnh thoảng liếc nhìn đại hoang cổ kiếm trong tay. Lúc này xoay quanh thân đại hoang cổ kiếm có hai ba mươi sợi tinh ti màu vàng, từ những sợi tinh ti tản ra trận trận kim quang, không ngừng dung nhập vào trong thân kiếm, tựa hồ gã đang luyện hóa kiếm này. Mấy người Lam Nguyên Tử cũng thỉnh thoảng nhìn về phía đại hoang cổ kiếm, trên mặt lộ ra vẻ hâm mộ. Lôi Ngọc Sách thấy cảnh này, nhướng mày, nhưng không nói gì thêm. Hùng Sơn vốn yếu nhất trong đám người, nhưng giờ phút này lại có thanh đại hoang cổ kiếm trong tay nên thực lực tăng nhiều, ngoại trừ Hàn Lập, sợ là ở đây không có ai nắm chắc có thể đối phó được gã. chương 1091, chuyện phong ấn ma khi xưa. Chuyện đến nước này ta cũng không giấu giếm các vị nữa, đúng là lôi mỗ biết rõ một chút về tầng thứ bảy của tuế nguyệt tháp. Chư vị đã đi đến đây chắc cũng hiểu rõ tòa tuế nguyệt tháp này là một lao ngục, giam giữ rất nhiều trọng phạm. Tầng thứ bảy này cũng vậy, chấn áp một tuyệt thế yêu ma. Lôi ngọc sách không nhìn hùng sơn nữa, chậm rãi nói ra. Tuyệt thế yêu ma, hàn lập nhớn mày hỏi. Đúng vậy, tuyệt thế yêu ma này mạnh hơn tất cả những kẻ trọng phạm chúng ta đã gặp trước đây. Lôi ngọc sách còn nói thêm. Trong số những kẻ trọng phạm kia kể cả đại la cảnh chúng ta cũng đã gặp, chẳng lẽ tuyệt thế yêu ma nơi này là một vị đạo tổ hay sao? Lam Nhan cười nhạt một tiếng, không cho là đúng. Tổ sư sáng lập ra thông thiên kiếm phái năm đó cũng tham gia phong ấn ma đầu này. Căn cứ vào điển tịch tổ sư ghi chép lưu lại, mặc dù ma đầu này chưa phải đạo tổ nhưng cũng không kém mấy. Lôi ngọc sách thần tình ngưng trọng nói ra, Lam Nhan thấy sắc mặt lôi ngọc sách như vậy, cũng không đùa cợt nữa. Tổ sư quý phái trước kia đã từng tới đây, tòa tuế nguyệt tháp này chắc hẳn là do thái tuế tiên tôn xây dựng, chẳng lẽ tổ sư quý phái quen biết thái tuế tiên tôn hàn lập ánh mắt ngưng tụ lại hỏi chuyện này không được đề cập trong biển tịch tông môn nên ta cũng không rõ lắm lôi ngọc sách liếc mắt nhìn hàn lập lắc đầu nói hàn lập im lặng không nói trong đầu hoài nghi lời của lôi ngọc sách không biết là cố ý không nói hay thật sự không biết rõ lôi đạo hữu theo lời ngươi nói chẳng lẽ là ma đầu kia chính là hắc thiên ma thần năm đó đã từng huyết tế toàn bộ kim nguyên tiên vực tô an thiến đột nhiên chen vào hỏi đúng vậy đúng là ma đầu này tô đạo hữu chắc hẳn cũng có ấn tượng sâu sắc với nó ánh mắt lôi ngọc sách thắm thiết nhìn tô an thiến nói ra trận đại kiếp nạn năm đó tất nhiên thiên thủy tông chúng ta cũng có ghi chép trong biển tịch sắc mặt tô an thiến hơi trắng gật đầu nói theo như lời hai vị nói thì đây là chuyện gì có thể thể cho chúng ta biết được không hàn lập hỏi chư vị đạo hữu không phải là người kim nguyên tiên vực nên dĩ nhiên không biết rõ việc này muốn tìm hiểu đến cùng thời điểm đại chiến ma vực thì phải ngược dòng thời gian quay lại rất nhiều vạn năm trước. Kim Nguyên Tiên vực lúc đó đã trải qua một trận đại kiếp nạn. Một vị ma tộc đại năng có tên là Hắc Thiên Ma Thần đã hàng lâm Kim Nguyên Tiên vực, bố trí ra một cái tuyệt thế ma trận, huyết tế toàn bộ Kim Nguyên Tiên vực. Lúc ấy quá nửa sinh linh Kim Nguyên Tiên vực đều đã chết trong cái ma trận kia. Về sau, Thiên Đình đạo tổ ra tay mới phá được nó. Trận đại kiếp nạn này đã khiến cho Kim Nguyên Tiên vực bị tổn hại rất nặng, đến bây giờ cũng không cách nào khôi phục lại được. Vì vậy, cái tên Hắc Thiên Ma Thần là một điều cấm kỵ tại Kim Nguyên Tiên vực. Tô An Thiến thở dài, nói ra, thì ra là thế, Hàn Lập chậm rãi gật đầu, nhìn tới động quật phía trước, ý niệm trong đầu liên tục xoay chuyển. Ma đầu nơi đây vậy mà lại có liên quan đến trận đại chiến tiên ma năm đó, không biết có quan hệ với người của giả Dương Vương triều hay không. Tô tiên tử nói rất đúng thật ra lần này thái tuế tiên phủ xuất thế không phải ngẫu nhiên. Căn cứ vào điển tịch được ghi chép trong tông môn, chỉ sợ là ma đầu kia đang trùng kích phong ấn, dẫn đến tiên phủ hiện thế. Ta và văn trọng tới đây với mục đích gia cố lại phong ấn. Đại trận phong ấn ma đầu kia có 5 mắt trận, dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ xếp đặt, bên dưới từng mắt trận cũng phong ấn một ít yêu ma ma vực. Tế đàn màu vàng nơi đây chính là một trong năm mắt trận, kim chi trận nhãn. Lôi ngọc sách nói tiếp, tế đàn màu vàng bây giờ đã sụp xuống, nghĩa là một mắt trận đã bị phá hủy làm nhàn có chút bất an hỏi những người còn lại sắc mặt cũng hiện lên vẻ ngưng trọng không sai nguyên bản chỉ cần năm mắt trận không có vấn đề gì hắc thiên ma thần tuyệt đối sẽ không có khả năng thoát khốn đáng tiếc bây giờ kim chi trận nhãn đã bị phá hủy nếu lại có mắt trận khác bị phá hủy có khả năng rất cao là hắc thiên ma thần sẽ phá được phong ấn đến lúc đó không chỉ có chúng ta không có đường sống mà cả kim nguyên tiên vực cũng một lần nữa rơi vào đại kiếp nạn vì vậy kế tiếp chư vị cần phải cẩn thận trong mọi hành động tuyệt đối không thể tiếp tục hủy hoại mắt trận khác sắc mặt lôi ngọc sách vô cùng ngưng trọng nói ra những người khác nghe vậy đều gật đầu tiếp theo chúng ta nên hành động như thế nào tiếp tục đi tới trước chứ lam nhàn dò hỏi không sai tuy nhiên trước khi đi ta muốn thử chữa trị trận pháp này xem sao pháp trận này chính là kim chi trận nhãn mấu chốt tuy bị tổn hại nhưng nguyên khí cũng không tiêu tán hết nếu có thể chữa trị có khi còn có thể phát huy vài phần tác dụng Lôi ngọc sách sau khi suy nghĩ một lát, tiếp tục nói. Nói xong, gã chú tâm quan sát, nhìn lên trên pháp trận trên mặt đất. Văn Trọng cũng tiến lên hỗ trợ. Hai người sau khi trao đổi qua một chút, rất nhanh liền bắt đầu động thủ, lấy ra các loại khí cụ bày trận, bắt đầu chữa trị pháp trận. Đám người Hàn Lập không hiểu biết về pháp trận trên mặt đất nên không giúp được gì, liền ngồi sang một bên tiếp tục tu luyện. Trong nháy mắt đã qua hơn nửa ngày, đám người Hàn Lập đang tu luyện thì thấy một hồi chấn động mãnh liệt từ pháp trận truyền đến mọi người thấy thế vội vàng đứng dậy chỉ thấy pháp trận màu vàng trên mặt đất đã được chữa trị xong đang ông ông vận chuyển một đạo kim quang thô to từ trong pháp trận bay lên chui vào bên trong thạch bích trên đỉnh động tay lôi ngọc sách liên tục bấm niệm pháp quyết pháp trận màu vàng từ từ ngừng lại cột sáng màu vàng rất nhanh phiêu tán biến mất cũng may pháp trận không bị phá hủy nhiều lắm miến cưỡng sửa chữa được như vậy trên mặt lôi ngọc sách lộ ra vẻ tươi cười gật đầu nói pháp trận sửa được rồi sao có hiệu quả gì không Lam Nhàn có vẻ sợ hãi Hắc Thiên Ma Thần, vội vàng hỏi: "Cái này ta cũng không biết, hy vọng là có tác dụng." Lôi Ngọc Sách im lặng một chút rồi nói: "Những người khác nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau, im lặng. Nhất thời không ai nói chuyện, đi thôi, chúng ta đã mất khá nhiều thời gian ở đây rồi, nhanh đi thôi." Lôi Ngọc Sách nói xong, phất tay phát ra một cỗ kim quang, cuốn lấy đất đá xung quanh, bao trùm lên pháp trận màu vàng. Thương thế của mọi người đều đã khôi phục gần như hoàn toàn sớm đã không kiên nhẫn chờ đợi được nữa nhanh chóng tiếp tục đi tới phía trước dọc một đường theo sơn động ra ngoài mọi người đi rất lâu mới ra khỏi cửa động bên ngoài cửa động là một tòa bình đài diện tích gần mấy trăm trượng trên mặt đất lởm chởm đá vụn dường như đang ở giữa sườn núi của một ngọn núi khổng lồ đám người hàn lập đi tới mép bình đài nhìn ra xa bốn phía xung quanh chỉ thấy sương mù xám lượn lờ trong hư không hoàn toàn không thấy rõ bất cứ thứ gì hùng sơn sau một lúc chăm chú nhìn ra ngoài xa gã nhíu mày bỗng nhiên giơ trường kiếm màu vàng trong tay lên, chém xuống một cái về phía hư không xa xa. Chỉ nghe một tiếng kiếm xé gió vang lên, một đạo kiếm quang màu vàng cực lớn trong nháy mắt bạo liệt bắn ra. Một kiếm chém ra vừa mạnh vừa nhanh, trong nháy mắt sau khi chém ra hư không tưởng rằng sẽ đi được mấy trăm dặm, nhưng mọi người kinh ngạc phát hiện ra kiếm quang chỉ bay được mấy trăm trượng rồi giống như đâm phải một bức tường, ầm ầm chấn động, tán loạn bay ra xung quanh. Quả nhiên là có cấm chế, Hùng Sơn thấy thế, thì thao lẩm bẩm các vị không cần thử làm gì, cấm chế bên ngoài ngọn núi này và tòa tuế nguyệt tháp đều có chung một gốc rễ liên quan đến nhau, trừ phi có người có khả năng đánh tan cả tòa tuế nguyệt tháp, nếu không đừng nghĩ đến việc dùng cường lực đột phá. Lôi ngọc sách thấy thế, mở miệng nhắc nhở. Hàn lập nghe vậy, lực lượng thần niệm lập tức phát tán ra, thần thức bắt đầu thăm dò bốn phía xung quanh. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhíu mày. Bốn phía nơi đây áp chế lực lượng thần thức vô cùng mạnh mẽ, thần niệm cường đại như hắn mà cũng không cách nào mở rộng ra quá xa. Nhận thấy không làm được gì, mọi người đành phải vội vã lướt lên sườn dốc bay thẳng lên đỉnh núi. Sau khi bay thẳng một đường gần ngàn trượng, Giao Tam đi đầu bỗng nhiên ổ nhẹ một tiếng, dừng lại. Mọi người thấy thế cũng lập tức dừng lại, theo ánh mắt nàng nhìn lên đỉnh núi. Chỉ thấy trên vách núi lại xuất hiện một tòa bình đài, trên bình đài có một cái thang đá do con người kiến tạo lên, dọc theo thế núi uốn lượn kéo dài lên trên. Đi thôi, xem thử thế nào. Lôi ngọc sách nói một tiếng rồi dẫn đầu bay đến chỗ đó. Văn Trọng và Tô An Thiến lập tức đi theo, mấy người Hàn Lập cũng theo sát phía sau bay vút đi. Hàn Lập hạ xuống bên trên vách đá, đưa mắt quan sát xung quanh, phát hiện nơi đây không có sơn động, chỉ có cái thang đá kia. Vì vậy, mọi người lần lượt đi lên thang đá, từng bước tiến lên đỉnh núi. Đám người theo thềm đá dốc đứng uốn lượn một đường tiến lên trên, sau khi đi tiếp mấy trăm trượng thì đến một tòa bình đài còn lớn hơn hai cái lúc trước. Trên bình đài xuất hiện một tòa đại điện màu thủy lam, dựa vào thế núi mà kiến tạo nên, mái hiên cong cong hình cánh chim, phong cách vô cùng cổ xưa. Phía trước đại điện là một quảng trường có diện tích chừng mấy trăm trượng, mặt đất trông giống như một cái hồ, phản xạ ra hào quang giống như mặt gương, ở trên giường như có hơi nước bốc lên, tràn ngập một cỗ sương mù màu lam, làm cho mọi người không nhìn rõ vật gì. Lam Nguyên Tử nhìn vào màn sương mù kia, hơi nhíu mày, trong mắt hiện vẻ nghi hoặc. Kaka, ca ca, có chuyện gì vậy? Lam nhàn nghi ngờ hỏi, thoạt nhìn nơi này ngập tràn thủy quang, mơ hồ ẩn chưa lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính, nhưng sương mù không ngờ lại nồng đậm đến mức mắt thường không thể nhìn thấy. Chỗ này hơn phân nửa là một ảo trận thủy thuộc tính. Lam Nguyên Tử trầm ngâm nói, ảo trận thủy thuộc tính, Hàn Lập nghe vậy, lông mày nhíu chặt lại, đôi mắt hắn lóe lên tử quang, bắt đầu vận chuyển thần thông cửu U Ma Đồng, nhìn vào trong màn sương mù cẩn thận đánh giá. Dưới ánh mắt cửu U Ma Đồng chỉ thấy bên trong có từng đoàn vòng xoáy hơi nước ngưng tụ lưu chuyển không ngừng, Lúc thì hút vào lúc thì đẩy ra, tạo thành một loại chuyển động hết sức đặc thù. Quan sát một lúc Hàn Lập liền cảm thấy khóe mắt có chút ướt át, phảng phất như bị hơi nước xâm nhập, trong đầu còn đang nghi hoặc, lại quan sát bốn phía xung quanh thì bất ngờ phát hiện đám người lôi ngọc sách và giao tam đã không thấy bóng dáng. Trong lòng hắn cười khổ một tiếng, cảm thấy có chút bất đắc dĩ, thì ra lúc bọn hắn đi qua bậc cầu thang cuối cùng, bước vào bình đài là đã vào trong ảo trận rồi. Hàn Lập ánh mắt ngưng tụ, bắt đầu toàn lực vận chuyển luyện thần thuật ý đồ bằng vào lực lượng thần thức cường đại cưỡng ép phá vỡ mê chướng trước mắt. Nhưng mà, hắn không vận chuyển còn tốt, vừa mới vận chuyển thì cảnh vật bốn phía lập tức phát sinh biến hóa. Chỉ thấy trước mắt vòng xoáy hơi nước dường như bị cái gì kích thích, bắt đầu xoay tròn kịch liệt, giống như từng cái vòi rồng bắt đầu va chạm vào nhau. Trong đầu Hàn Lập vừa nảy sinh một ý nghĩ, liền phát hiện bốn phía có tiếng sóng vỗ ảo ảo, cả người hắn đã xuất hiện trên một hải vực đen kịt. Chương 1092, Tòa Tế Đàn thứ hai. Hàn Lập đứng trên không trung của hải vực, ánh mắt quét nhìn bốn phía. Mây đen trên không trung tụ hợp lại, cơ hồ toàn bộ đè ép xuống, bốn phía tiếng thét đại tác. Từng cơn gió lốc to lớn vô cùng từ bốn phương tám hướng đánh thẳng tới, cuốn lên thành từng vòi rồng nước cao mấy vạn trượng, va chạm, dung hợp với nhau, đè ép Hàn Lập vào sâu bên trong gió lốc. Mặc dù Hàn Lập biết rõ đây chỉ là huyễn cảnh, nhưng cảm giác áp bách bốn phía làm cho người hít thở không thông, cùng cảm giác băng lãnh do sóng biển không ngừng đập tới, thực sự quá mức chân thực, khiến cho hắn cũng cảm thấy kinh hãi. Ầm ầm, nương theo từng đợt tiếng nổ oanh minh đinh tai nhức óc liên tiếp truyền đến, bảy tám vòi rồng nước từ bốn phía rốt cuộc va chạm với nhau, hợp thành một vòi rồng nước cực kỳ to lớn, nuốt sống cả người Hàn Lập vào. Thân hình của hắn bị cuốn lên theo dòng nước hỗn loạn, bị từng luồng từng luồng trọng áp không ngừng trùng kích, cả người cảm thấy đau nhức kịch liệt không thôi, thần thức hơi tan dã ra. Tâm niệm Hàn Lập chuyển động, quanh thân tiếng sấm đại tác, một mảnh hào quang màu vàng như kiêu dương nở rộ ra, khuếch tán ra bốn phương tám hướng, tia điện màu vàng tuôn trào ra đầy trời, trong nháy mắt liền xé rách vòi rồng nước to lớn kia. Thân ảnh của hắn rơi thẳng xuống, trực tiếp rơi vào trong nước biển. Trong lòng Hàn Lập khẽ động, phát hiện có chỗ không đúng. Bốn phía nước biển này giống như không có lực đẩy, mặc cho hắn vận chuyển tiên linh lực kháng cự thế nào, vẫn không ngừng chìm xuống đáy biển. Mà biển sâu thăm thẳm này lại tựa hồ không có đáy, bên trong cũng không có bất luận loài cá nào bơi lội chỉ có một mình Hàn Lập trơ trọi không ngừng chìm xuống, phảng phất không có điểm cuối. Trong lúc Hàn Lập hãm sâu trong huyễn cảnh, những người khác cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự, chỉ là mỗi người gặp huyễn cảnh không giống nhau thôi. Tỷ như, giao tam giờ phút này bị vây trong một dòng sông màu máu, trong nước sông có sát khí cực thịnh làm người sợ hãi. Trong sông không có bất kỳ vật sống, chỉ có từng bóng u hồn như khói, phập phồng lên xuống bên trong, như một dạng phù du trong nước phiêu diêu không ngừng khi thân ảnh giao tam bị dòng sông màu máu cuốn xuống, những cây rong như u hồn này bám vào, quấn quanh người nàng. Theo từng tầng từng tầng hồn ảnh như khói không ngừng quấn quanh, thân thể của nàng trở nên càng ngày càng nặng, không ngừng chìm xuống đáy sông. Bọn người lôi ngọc sách giờ phút này cũng đang ngây người tại chỗ, phảng phất bị định thân thuật, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, tất cả đều hãm trong huyễn cảnh, không cách nào tự kềm chế được. Nhưng vào lúc này, Lam Nguyên Tử và Lam Nhan đang bình tĩnh đứng đó, trên cánh tay đồng thời có một đồ văn hơi mờ nổi lên, phía trên sáng lên một đạo ánh sáng màu lam, xông vào lên đỉnh đầu hai người, rồi tụ tập lại với nhau. Chỉ thấy hai đạo quang mang va chạm rồi dung hợp lại, lập tức như như vầng kiêu dương treo trên bầu trời, bên trong nhộn nhạo ba động thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm, từ đó tỏa ra một tầng ánh sáng màu lam, hóa thành một màn sáng thủy lam, bao phủ thân thể hai người vào bên trong. Màn sáng này vừa mới khép lại, huynh muội Lam Nguyên Tử và Lam Nhan ở bên trong lần lượt rên lên một tiếng cuối cùng mở hai mắt ra. Thủy Nguyên huyễn trận quả nhiên lợi hại, Lam Nhan vừa đưa tay ép lên ngực của mình, vừa xoay người thở dốc, nói. Không ngờ năm đó để sư phụ gieo vào nhâm quý Thủy Linh Phù, hôm nay lại có tác dụng ở chỗ này. Coi như được sư phụ phù hộ, Lam Nguyên tử thở ra một hơi, nói. Cũng may có hai người chúng ta đồng thời ở đây, kích phát dung hợp chi thuật của Linh Phù. Nếu không chỉ bằng vào uy lực một đạo Linh Phù E là khó đảm bảo bất kỳ ai trong chúng ta có thể ở huyễn trận này tỉnh táo lại được. Lam Nhan nghĩ lại mà sợ, nói ra, được rồi, việc này không nên chậm chế, chúng ta trước vào bên trong tòa đại điện kia xem xét một chút. Ánh mắt Lam Nguyên Tử ngưng tụ, nói ra, vậy bọn hắn, Lam Nhan nhìn thoáng qua bọn người kia vẫn ngây ngốc tại chỗ, nói ra, có thể phá trận hay không đều dựa vào bổn sự. Lam Nguyên Tử lắc đầu, nói ra, nói xong, hai người được màn sáng che chở, nhanh chóng xuyên qua phiến hơi nước tràn ngập quảng trường kia, đi tới trước đại điện có mái hiên. Lam Nguyên Tử đi vào trước cửa điện, dò xét một chút, phát hiện trên cửa điện không có cấm chế, liền đưa tay đặt trên cửa điện, đẩy ra. Cửa điện từ từ mở vào bên trong, một cỗ ba động thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm từ bên trong cuốn tới, khiến cho hai huynh muội bọn họ sảng khoái một trận, cảm giác như có gió xuân hưu hưu thổi tới. Hai người vừa bước vào trong đại điện, liền thấy trong điện đứng lặng một tòa tế đàn màu thủy lam, kiểu dáng giống như đúc tòa tế đàn màu vàng lúc trước. Trên tòa tế đàn màu lam này Bên trái và phải đều có một chỗ tổn hại, trên đó lơ lửng một túi vải màu xanh lam to bằng bàn tay, nhìn tựa như làm từ tơ lụa, ở giữa thêu một đồ án sóng nước, mặt ngoài hiện ra lớp sáng bóng đặc thù của gấm vóc, phía trên không ngừng có trận trận ba động thủy thuộc tính pháp tắc cường đại đến cực điểm cuồn cuộn ra. Bên cạnh túi vải màu xanh lam kia, giống như tế đàn màu vàng, cũng lơ lửng một ngọn lửa màu vàng. Hai người liếc nhau một cái, tới gần tế đàn mấy bước, trong tai lập tức vang lên một trận tiếng vang ầm ầm lam nguyên tử lập tức giữ chặt lam nhan dừng bước nhưng tai lắng nghe phát hiện thanh âm một ngạt mà hữu lực kia lại là từ trong túi vải màu xanh lam trên tế đàn truyền đến thanh âm kia nghe giống như thanh âm nước sông dâng trào hay như miệng cống vỡ đê khiến cho lòng người sợ hãi không thôi lam nguyên tử thấy vậy đôi mắt lập tức sáng lên liếc qua lam nhan một cái trên mặt hai người đều hiện ra vẻ vui mừng tiểu muội ở đây đợi chút ta đi thu bảo vật này lại trong mắt lam nguyên tử lóe lên một vòng dị sắc Bôm lỏng tay Lam Nhan ra, ý cười đầy mặt nói. Ca ca đừng vội, nếu ngươi lấy bảo vật này, vạn nhất đúng như lôi ngọc sách lúc trước đã nói, thả ra tuyệt thế ma đầu kia thì sao? Lam Nhan sau khi nghe xong, trong mắt lóe lên vẻ trần chờ nói ra. Chớ lo lắng, không biết lời nói lôi ngọc sách có mấy phần thật giả. Dù có thả ma đầu kia ra thì cũng có những người khác đi đối phó, cùng lắm thì sau khi lấy được vật này, chúng ta lập tức rời khỏi đây trở về cửu nguyên quan, mọi chuyện đều không liên quan gì đến chúng ta. Lam Nguyên Tử vỗ vỗ tay nàng, nhẹ nhàng nói ra. Thế nhưng, Lam Nhàn rõ ràng còn có chút lo lắng, lại tiếp tục nói. Chỉ là nàng còn chưa nói ra miệng, liền bị Lam Nguyên Tử cắt ngang, người nghĩ lại xem, chúng ta đầu tiên là bắt không được hàn lập, sau lại kết thủ oán với xà thiềm, nếu chuyến này lại không có thành tích, sau khi trở về tông môn, sẽ phải đối mặt thứ gì. Lam Nhàn nghe vậy, thần sắc hơi đổi, trầm mặc lại. Chúng ta bị phạt không nói, chỉ sợ sư phụ cũng sẽ bị liên lụy. Nhưng nếu chúng ta có thể mang bảo vật này về trong môn, có lẽ có thể miễn trừ một phần tội, chí ít sẽ không liên lụy đến sư phụ. Lam Nguyên Tử bổ sung, vậy nghe theo ca ca đi, người cẩn thận một chút. Nghe xong lời này, thần sắc Lam Nhan rốt cuộc dừng một chút, nói ra. Lam Nguyên Tử gật đầu cười, quay người đi đến tế đàn. Đi được hai bước, gã dừng lại, quay đầu nói với Lam Nhan, lúc trước cấm chế tòa tế đàn kia thực sự quá mạnh, trong túi vải màu Lam ẩn chứa ba động pháp trận chi lực không yếu hơn cái kia chút nào, một hồi động tĩnh chỉ sợ không nhỏ người tránh xa ra cẩn thận một chút ca ca đã như vậy người chứa một mình hành động không bằng chúng ta dùng dung hợp bí thuật thử một chút vạn nhất xảy ra tình huống thì cho dù không thể lấy được bảo vật chỉ ít cũng có thể tự vệ được lam nhàn nghe vậy tựa hồ nghĩ tới điều gì nói gấp lam nguyên tử sau khi nghe xong lông mày hơi nhíu lên có vẻ do dự lam nhàn thấy vậy cũng không mở miệng thúc giục chỉ là ánh mắt không ngừng liếc nhìn chung quanh như vậy cũng tốt, nếu không bằng vào lực lượng một mình ta, sợ rằng không nắm chắc được bao nhiêu." Lam Nguyên tử suy nghĩ một lát, gật đầu nhẹ nói ra. Lam Nhàn nghe vậy thu hồi ánh mắt, nhếch miệng cười, cùng Lam Nguyên tử đi đến trước tế đàn. Lam Nguyên tử đi quanh tế đàn tra xét một lát, phung tay lên, trước người hiện ra rất nhiều trận kỳ trận bàn dùng để bố trí pháp trận, bắt đầu bố trí xung quanh tế đàn. Bên trong huyến trận, khuôn mặt đám người Hàn Lập đều hết sức thống khổ, vậy mà không ai có thể phá trận ra được. Mà giờ khắc này, Hàn Lập còn đang chìm trong biển sâu, mặc kệ hắn vận chuyển luyện thần thuật thế nào, đều không thể nào tỉnh lại thoát thân được. Hẳn là huyễn trận này không phải căn cứ vào dị trạng thần thức, mà là thông qua lực lượng thủy thuộc tính pháp tác tạo dựng thành. Trong lòng của hắn phỏng đoán như vậy nhưng trong lúc nhất thời vẫn không biết nên phá vỡ cục diện thế nào. Hắn ở trong vùng biển này giống như vực sâu không đáy, mặc kệ hắn chìm xuống thế nào, từ đầu đến cuối vẫn không đụng đáy. Thậm chí trong lòng Hàn Lập thậm chí sinh ra một loại ảo giác cảm thấy mình lâm vào một thời gian và không gian hư vô không tồn tại, chỉ cần không cách nào phá cục diện này, sẽ một mực chìm xuống đáy biển, vĩnh viễn không có điểm dừng. Ước chừng một khắc đồng hồ sau, ngay tế đàn màu lam bên trong đại điện, một pháp trận hình tròn bố trí quanh tế đàn đã thành hình. Lam Nguyên Tử đi quanh pháp trận kiểm tra một phen, sau đó gật đầu nhẹ với Lam Nhan. Cổ tay Lam Nhan lập tức chuyển một cái, trước người liền chấp động quang mang, một cái rủ bằng giấy dầu màu xanh ra trời lập tức mở ra chỉ thấy trên mặt dù vẽ một bức họa bộ cá chép ao tươi đẹp đẽ, ở trong hồ nước xanh biếc, cá chép đỏ tươi, mặt ngoài hình như có sóng nước lưu chuyển, nhìn sinh động như thật. Làm nhàn nhẹ nhàng xoay cán dù, dù giấy dầu liền xoay tròn, hồ nước vẽ trên đó tựa hồ cũng bị khuấy lên, mặt ngoài tỏa ra một tầng gợn sóng, nhưng cá chép dưới nước tựa hồ không bị ảnh hưởng gì, vẫn như cũ đừng im bất động. Ngón tay thon ngọc của nàng nhẹ nhàng nhấc lên, chiếc dù giấy dầu kia liền bay lên cao, như lớp giấy xanh tre trên tế đàn. Bắt đầu đi." Lam Nguyên Tử khẽ nói một tiếng. Hai người đồng thời bấm pháp quyết, trên thân liền có một màn sáng màu xanh nước biển tỏa ra, hóa thành hai tầng linh vực một lớn một nhỏ, kết hợp lẫn nhau bao phủ cả hai người và tòa tế đàn kia vào trong. Sau đó, theo bờ môi hai người không ngừng hé mở, trong miệng vang lên thanh âm ngâm tụng. Trận kỳ bố trí bốn phía bắt đầu giãn ra, phù văn trên đó đại phóng linh quang, phóng xuất ra trận trận ba động thủy thuộc tính mãnh liệt. Ba động vừa mới nổi lên, trận bàn trên mặt đất cũng theo đó phát sáng lên, từng đạo quang trụ thủy lam lập tức từ trên đó bay lên, bao vây toàn bộ tế đàn vào trong. chương 1093 đã chậm, theo hai người Lam Nguyên Tử và Lam Nhan thúc giục pháp trận, cái ô giấy dầu màu xanh ra trời đang lơ lửng trên không trung bên trên tế đàn bắt đầu xoay nhanh. Hồ nước vẽ trên mặt ô lập tức như gặp phải một trận gió táp mưa xa, bắt đầu lay động dữ dội. Chỗ mép ô, nhìn như có bọt nước bắn tung tóe như muốn nhảy ra khỏi mặt giấy. Mà trong cái hồ kia, hơn 10 con cá chép lập tức nhộn nhịp di chuyển, bơi lội tung tăng trên mặt ô, đuôi cá quấy nước để lại vô số vệt màu vàng. Theo pháp trận khởi động, tế đàn cũng bắt đầu rung động kịch liệt, ngọn lửa màu vàng ở bên trên run rẩy không ngừng nhưng tạm thời chưa có động tĩnh gì thêm. Tuy vậy, túi vải màu lam ở phía bên kia xem ra muốn phản ứng dữ dội hơn nhiều. Thân túi căng phồng, lắc lư lên xuống dữ dội, bên trong tiếng ẩm ẩm phát ra càng lúc càng lớn, nghe như không còn là tiếng nước sông cuồn cuộn nữa, mà là tiếng sấm sét rền vang. Lam Nguyên tử nghe tiếng, cùng Lam Nhan nhìn nhau, cả hai đều thần sắc có chút ngưng trọng, hiển nhiên trong nội tâm không khỏi có chút khẩn trương. Ngay sau đó chợt có tiếng ầm thật lớn vang lên, túi vải màu lam rung lắc dữ dội, bên trong đột nhiên lóe lên ánh sáng màu lam. 18 con thủy long từ trong sông ra, lao về phía hai huynh muội Lam Nguyên tử. Chỉ thấy mỗi con thủy long dài chừng 10 trượng, trên thân óng ánh trong suốt như pha lê, thấy rõ thủy quang bên trong bắt đầu tuôn ra phát tán ra từng cỗ lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính cường đại. Tới rồi, hãy cẩn thận, ánh mắt Lam Nguyên Tử ngưng tụ, lên tiếng nhắc nhở. Vừa dứt lời, 18 con thủy long liền đột nhiên đụng vào bên trên pháp trận do bọn họ bố trí. Ầm ầm, một loạt âm thanh gầm rú không ngừng vang lên, lôi quang trên thân 18 con thủy long nổi lên mãnh liệt. Vô số thủy lôi màu lam không ngừng tuôn ra oanh kích lên cả tòa pháp trận, bên trong thủy lôi bắn ra tia điện bao phủ toàn bộ tế đàn. Lam Nhan cảm nhận được uy lực ẩn chứa trong thủy lôi, sắc mặt bắt đầu có chút trắng bệch. Nhưng rất nhanh, nàng âm thầm ổn định tinh thần, trên tay liên tục bấm niệm pháp quyết, phối hợp với Lam Nguyên Tử vận chuyển tiên linh lực rót vào cái ô giấy. Chỉ thấy trên mặt ô lóe lên hào quang, trong nháy mắt biến lớn gấp mấy lần, bọt sóng vẽ trên mặt hồ nổi lên cuồn cuộn, từng con cá chép đỏ tươi như vượt long môn nhao nhao nhảy lên khỏi mặt ô, kéo lê từng đạo quỹ thích màu vàng. Theo dị tượng trên cái ô hiện ra, từng vòng phù văn trên tay cầm bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Trên đỉnh ô từng vòng xoáy đen kịt hiện ra như cành đào nở hoa, bên trong sinh ra từng sợi tơ tỏa ra lực hút nhẹ nhẹ. Vòng xoáy màu đen này xuất hiện khiến cho lôi điện màu lam ở phía dưới như được khơi thông, điên cuồng tụ tập tới vòng xoáy, ào ào bị cuốn vào trong. 18 con lôi điện thủy long vẫn đang điên cuồng tàn phá, phóng ra thủy lôi bừa bãi đều bị cái ô điên cuồng hấp thu. Toàn bộ hồ nước trên mặt ô không ngừng sôi trào cá chép bên trong không còn đơn thuần nhảy lên nữa mà điên cuồng nhảy loạn lên, lân phiến trên người đều lật lên từng mảnh, bên trong không ngừng xuất hiện tia điện. Theo cái ô không ngừng hấp thu, lôi điện thủy long tạm thời bị áp chế, mặc dù thủy lôi không còn gia tăng trên bốn phía tế đàn nhưng uy lực vẫn mạnh mẽ như trước. Xem ra tối đa cũng chỉ khống chế được như vậy thôi, nếu tiếp tục rằng co chỉ sợ cẩm ngư tán không chịu nổi, đến nước này chúng ta đành phải chấp nhận mạo hiểm một chút. Sắc mặt Lam Nguyên Tử ngưng trọng nói ra, vâng, Sắc mặt Lam Nhan trắng bệch, khẽ gật đầu, nói xong, hai người đồng thời nhắm mắt khoanh chân ngồi xuống, tự mình kết thành một cái pháp quyết thập phần cổ quái, từng cỗ lực lượng pháp tác thủy thuộc tính từ trên người bắt đầu tràn ra. Theo cùng một chỗ biến hóa trên thân hai người, trên hai tầng màn sáng linh vực bao phủ bốn phía đều tự mình sinh ra những sợi tơ rất nhỏ kết nối với nhau, từ từ di chuyển lại gần nhau, cuối cùng, chúng lóe lên hào quang, dung hợp lại với nhau. Cùng lúc đó trên mi tâm Lam Nguyên Tử và Lam Nhan bỗng nhiên xuất hiện một đạo ánh sáng màu lam. Từ trong hiện ra hai cái tiểu nhân Nguyên Anh tay trong tay bay đến giữa hai người, trên thân tiểu nhân Nguyên Anh đột nhiên tỏa ra hào quang rực rỡ, rồi cũng dung hợp lại với nhau. Chỉ thấy tiểu nhân Nguyên Anh sau khi dung hợp, thân hình nhanh chóng biến lớn bằng với một người bình thường, chỉ là trên khuôn mặt có chút mơ hồ, không biết là nam hay nữ. Ngay sau đó, trên linh vực dung hợp mãnh liệt tuôn ra từng cỗ lực lượng pháp tắc thủy thuộc tính bao bọc toàn thân Nguyên Anh, biến thành một bộ thủy giáp hình dạng thập phần cổ quái. Sau khi thủy giáp nhập vào người, khí thế trên thân Nguyên Anh tăng vọt, nó quay đầu nhìn thoáng qua chỗ hai cổ thân thể vẫn ngồi khoanh chân tại chỗ, vừa sải bước ra nháy mắt đã đi tới mép tế đàn. Chỉ thấy hai tay Nguyên Anh thâm nhập vào trong màn chắn do lôi điện ngưng tụ thành, kéo sang hai bên trái phải khiến cho tầng thủy lôi tựa như một tấm màn chắn kia bị kéo ra, lộ ra một lỗ hổng. Nguyên Anh khom người qua lỗ hổng chui vào bên trong, nhưng nó vừa mới tiến vào phạm vi tế đàn, 18 con thủy long lập tức ngẩng đầu lao vào xuống chỗ nó. Nguyên Anh thấy thế, hai tay kết một cái pháp quyết cổ quái, sau đó đẩy ra một cái về phía thủy long. Trước người Nguyên Anh lập tức phát ra hào quang màu lam rực rỡ, một cái thủy thuẫn hình tròn cao cỡ nửa hiện ra chống đỡ công kích của thủy long. ầm ầm, theo một hồi sấm sét cuồng bạo, 18 con lôi điện thủy long tầng tầng lớp lớp nện lên phía trên thủy thuẫn, bắn ra tung tóe một vùng thủy lôi lớn màu lam. ầm á, vô số lôi điện cuồng bạo bắn lên trên người Nguyên Anh, mặc dù được thủy giáp ngăn chặn nhưng vẫn có thể thấy khuôn mặt Nguyên Anh liên tục vặn vẹo, hiển nhiên hết sức thống khổ. Tuy nhiên Nguyên Anh một bước không lùi, từng bước từng bước đi đến gần tế đàn. Ầm ầm, tiếng nổ liên tục vang lên, thủy lôi bắn ra càng trở lên cuồng bạo, thủy giáp trên người Nguyên Anh dung hợp cũng bắt đầu tan rã, dấu vết phủ văn cũng bắt đầu trở lên mơ hồ. Cùng lúc đó, hơi nước tràn ngập bao phủ cái ô bắt đầu bốc hơi đi rất nhiều, hồ nước vẽ trên cây dù cũng bắt đầu trở lên cạn kiệt, mười mấy con cá chép vẽ trên đó đã có bảy tám con tiêu tán không thấy đâu. Khuôn mặt Nguyên Anh Dung hợp lập tức vặn vẹo, mắt thấy đúng lúc sắp tan vỡ thì nó cũng đã leo lên được tế đàn. a à, Nguyên Anh há miệng phát ra một tiếng gào thét, trong nháy mắt trước khi tan vỡ, một phát bắt lấy cái túi vải màu lam kia. Chỉ thấy Nguyên Anh mãnh liệt kéo một cái, cái túi vải màu lam đã tới trước người, thoáng cái lôi ra khỏi tế đàn. Cái túi vừa lệch khỏi vị trí, trên miệng túi lập tức lóe lên ánh sáng màu lam, 18 con lôi điện thủy long nhao nhao co lại quay về, hóa thành một đoàn thủy dịch chui vào miệng túi, thu lại hào quang lẫn thanh thế. Cùng lúc đó, cái ô bao phủ bên trên tế đàn cuối cùng cũng không chống đỡ nổi, hồ nước vẽ trên mặt ô đã hoàn toàn khô cạn, bên trong tất cả cá chép đã biến mất không thấy nữa. Mặt ô như bị lửa thiêu đốt qua, trở nên khô cứng nhăn nheo. Chỉ thấy một tia linh quang cuối cùng trên cẩm ngư tán cũng hoàn toàn tiêu tán, trên mặt ô nổi lên lửa cháy hừng hực, triệt để bị đốt thành cho tàn sau khi nguyên anh rời khỏi tế đàn trên cơ thể đột nhiên lóe lên lam quang một lần nữa hóa thành hai tiểu nhân nguyên anh phân biệt bay trở về trên người lam nguyên tử và lam nhan hai người đang khoanh chân ngồi dưới đất lập tức thở dốc ra một hơi hai mắt bỗng nhiên mở ra chỉ thấy lam nhan cầm trong tay cái túi màu xanh lam nhìn về phía lam nguyên tử trong mắt hiện lên vẻ vui sướng lam nguyên tử mở mồm đang muốn nói chuyện thì tòa tế đàn bỗng nhiên rung động dữ dội trên tế đàn xuất hiện vô số vết rách cực lớn như mạng nhện đồng dạng lan tràn ra, sắp sửa sụp đổ tan tành. Lam Nguyên Tử vội vã đứng lên, kéo tay Lam Nhan bay thẳng ra ngoài đại điện, một lần nữa đáp xuống quảng trường đang tràn ngập hơi nước. Nhưng lúc hai người còn chưa đáp xuống, liền ngạc nhiên phát hiện màn sương mù kia từng chút một trở nên nhạt dần, cuối cùng dần dần tiêu tán đi. Đúng lúc này, đám người đang ở trên quảng trường bỗng nhiên lộ ra vẻ mặt thống khổ, sau đó đồng loạt nhướng mày, mở hai mắt ra, từ trong huyễn cảnh tỉnh lại hàn lập vừa thoát khỏi cảm giác một ngạt khó thở lập tức há to miệng thở dốc mấy cái ánh mắt gấp gáp nhìn quanh bốn phía đã thấy ngay trước mắt lam thị huynh muội từ giữa không trung đang rơi xuống phía sau là tòa đại điện đang rung động dữ dội hắn nhướng mày trong lòng đàn nghi hoặc thì có âm thanh ầm thật lớn từ trong đại điện truyền ra ngay sau đó từ trên mặt đất dưới chân hắn kéo dài đến tận đại điện màu xanh lam bên kia hiện một vết nứt khổng lồ đen kịt chia ra hai bên trái phải xé vách núi làm hai phần nguy rồi chỉ nghe lôi ngọc sách hô to một tiếng cả người nhảy lên một cái đang định bay vào trong đại điện nhưng gã vừa mới bay lên thì vết nứt đen kịt kia bỗng nhiên lan rộng ra lan đến tận chỗ tòa đại điện màu xanh kia đại điện lập tức bị chia làm hai nửa đổ sập xuống hai bên vừa bay xuyên qua tòa đại điện bị vỡ nát hàn lập nhìn thấy tòa tế đàn đứng lặng yên phía trên lẻ loi trơ trọi một ngọn lửa màu vàng đang không ngừng run rẩy thoạt nhìn như sắp tắt hàn lập tâm niệm thúc giục đại ngũ hành huyễn thế quyết trong cơ thể lập tức vận chuyển dẫn động lực lượng thời gian pháp tắc, đưa tay vẫy một cái về phía đoàn hỏa diễm xa xa. Cấm chế trên tế đàn đã bị Lam Thị Huynh muội phá hỏng, ngọn lửa màu vàng trên tế đàn lập tức bắn về phía Hàn Lập. Bàn tay hắn khẽ đảo một cái liền thu vào trong, lúc này trên tế đàn đã tràn ngập khí tức nguy hiểm, tòa tế đàn cuối cùng đã mất đi tất cả cấm chế, nổ vang ầm ầm một trận, triệt để sụp đổ. Trên mặt đất nơi tòa tế đàn vừa sụp đổ, xuất hiện một cái động sâu đen kịt khổng lồ. Tàn tích của tế đàn liền rơi vào trong động, mãi mà không nghe thấy âm thanh vọng lại. Đã muộn mất rồi, vẻ mặt lôi ngọc sách cứng đờ, thì Thảo nói ra. Vừa nói xong, từng đợt âm thanh quái khiếu rít lên, từ trong động sâu phía dưới tế đàn truyền ra. Hàn lập khẽ cao mày phát giác có vô số khí tức cường đại từ dưới kia không ngừng truyền ra, càng lúc càng tới gần. Lão già văn thái tuế, người trấn áp bản vương nhiều năm như vậy thì sao, không phải cuối cùng bản vương cũng ra được hay sao, ha ha. Một âm thanh sắc nhọn từ trong động sâu truyền ra, trong giọng nói tràn đầy hung lệ oán hận. Chương 1094, Lui ma. Đám người giật mình, nhìn về phía có tiếng động, liền thấy một con yêu ma to lớn thân cao 10 trượng, toàn thân mọc bạch cốt linh lung, từ cửa động bay ra, lơ lửng trên không đại điện. Khi mọi người thấy rõ hình dạng yêu ma này, không khỏi nhao nhao hít một ngụm khí lạnh. Toàn thân nó là bạch cốt óng ánh như ngọc, không có bất kỳ da thịt hay nội tạng gì, cái đầu thì khổng lồ hoàn toàn khác với nhân tộc, nhìn giống như đầu sơn dương phía sau mọc ra hai cái cánh xương trắng ở giữa núi liền một lớp màng trong suốt không ngừng phe phẩy hàn lập thả thần thức quét qua con yêu này phát hiện khí tức trên thân nó không yếu hơn so với yêu ma đồng sư lúc trước khẽ nhíu mày chính là các người phóng thích bản vương gia a ánh mắt yêu ma bạch cốt quét qua đám người phía dưới chậm rãi nói ra bọn người hàn lập không biết câu nói trên có ý gì nên không mở miệng trả lời chỉ có thể đề phòng nhìn chằm chằm con yêu này thấy không ai trả lời ánh mắt yêu ma bạch cốt rơi vào trên túi vải màu lam trong tay lam nhan đôi mắt màu u lam trong hốc mắt bạch cốt nhanh như chớp lướt qua một lượt nếu vật này trên tay các ngươi thì chắc là chính các ngươi mở ra phong ấn tuy bản vương là yêu ma nhưng lại không phải hạng vong ân phụ nghĩa không biết lễ nghi các ngươi có ân với ta những viên u thúy toản này liền tặng cho các ngươi coi như tạ lễ yêu ma bạch cốt đang nói chuyện bàn tay vung lên trên đầu ngón tay liền có một đạo lam quang hiện lên trong hư không liền có bảy tám viên tinh thạch u lam lớn chừng quả đấm bay ra trên đó ẩn chứa trận trận lực lượng thủy thuộc tính pháp tắc nồng đậm xem qua liền biết không phải vật tầm thường đám người thấy thế thân sắc đều hơi đổi bọn hắn cũng không phải ngạc nhiên bởi những viên u thúy toản chân quý này mà kinh ngạc cách làm của bạch cốt yêu ma hư các ngươi không nói lời nào đồ vật cũng không nhận đúng là làm mất mặt bản vương bạch cốt yêu ma thấy mọi người không động đậy tiếng nói lạnh dần buông lời nói xong Y bỗng vung tay lên, bảy tám viên u thúy toàn lập tức bị một cỗ lực lượng bao phủ, bỗng nhiên bắn về phía đám người. Nương theo một tràng tiếng xé gió vang lên, những viên u thúy toàn trong nháy mắt bay đến trước đám người. Ở trung tâm từng viên u thúy toàn có một đoàn quang mang tối tăm bỗng nhiên sáng lên, cấp tốc bành trướng, rồi nổ tung. Âm một tiếng vang thật lớn, tất cả các viên u thúy toàn đồng thời nổ tung lên, hóa thành một cỗ khí lãng vô cùng cường đại quét ra bốn phương tám hướng cuốn ra hắc vụ cuồn cuộn từ bên trong truyền ra trận trận mùi gay mũi những nơi nó đi qua hư không giống như bị hủ thực phát ra một trận tiếng kẹt kẹt làm cho người ghê răng bọn người hàn lập đã sớm phòng bị tự mình thi triển thủ đoạn đồng thời nhanh chóng tránh lui về sau rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt vậy bản vương sẽ chơi đùa cùng các ngươi bạch cốt yêu ma cười lạnh một tiếng quát to y vừa dứt lời toàn bộ vách núi triệt để sụp đổ từng đầu yêu ma hình thể khổng lồ dồn dập từ dưới đất bắn ra xông tới bọn người hàn lập. Bởi vì bên ngoài sơn phong có cấm chế kết giới bao phủ, đám người không thể nào thối lui quá nhiều, mắt thấy yêu ma đánh tới, cũng không lùi lại nữa, đồng loạt nghênh đón yêu ma từ phía dưới vọt tới. Cổ tay hàn lập chuyển một cái, trong lòng bàn tay liền nhiều ra một chuôi thanh trúc phong vân kiếm, bổ dọc xuống một con tam thủ kiêu có khí thức cường đại, có thể so với thái ất hậu kỳ. Xoẹt một tiếng, chỉ thấy trên thân kiếm lóe lên kim quang, một đạo lôi điện màu vàng tuôn trào ra, hóa thành một đạo kim lôi quang kiếm phá toái hư không, chém xuống đầu con tam thủ kiêu kia. Vốn tưởng rằng đầu lâu nó hẳn là phát ra tiếng bị chém rụng, nhưng mà cảnh tượng này lại không xuất hiện. Chỉ thấy đỉnh đầu con tam thủ kiêu kia sáng lên một đạo kim quang chói mắt, đụng vào trên kim lôi quang kiếm, cái cổ liền bị ép co rụt lại, sau đó bắn ngược lên liền chấn khai kiếm quang của Hàn Lập. Ngay sau đó, hai cái đầu hai bên đồng thời há miệng phát ra một tiếng kêu to hai vòng gợn sóng màu vàng hình dạng xoắn ốc lập tức từ đó tuôn trào ra, giáp công tới phía Hàn Lập. Nhưng mà, kim quang xoắn ốc kia khó khăn lắm bay ra trăm trượng, bỗng nhiên trở nên thập phần chậm chạp, lại tựa như bị động lại vậy. Sau lưng Hàn Lập sáng lên một đạo kim luân, thân hình trong nháy mắt xuyên qua giữa hai gợn sóng màu vàng, thân hình bay tới trước ngực Tam Thủ Kiêu, thiên sát chấn ngục công trong cơ thể vận chuyển lên, một kiếm phá mở linh quang hộ thể của nó, trong nháy mắt xuyên vào tim nó ầm ầm một trận điện quang màu vàng từ trên thân kiếm lan tràn ra vết thương trước ngực tam thủ kiêu lập tức tuôn trào ra đạo đạo tia điện màu vàng cùng lúc đó lại có một ngọn lửa màu bạc từ bên ngoài bao phủ lên bọc toàn bộ cơ thể nó lại hết thảy nhìn như dài rằng giặc kỳ thực dưới thời gian pháp tắc trợ lực mà tịch tà thần lôi và tinh viêm hỏa điều trong ngoài liên hợp giáp công còn yêu ma tam thủ kiêu này cơ hồ trong nháy mắt liền bị đánh chết so với hàn lập bên này chỉ có một đầu yêu ma quấy rối Lam Nguyên Tử và Lam Nhan bên kia lại náo nhiệt hơn nhiều. Chỉ thấy bảy tám đầu đại yêu thái ất cảnh, tất cả đều tụ lại vây quanh hai người bọn họ, tựa hồ cảm thấy hứng thú với túi vải màu xanh lam trên tay Lam Nhan. Trong lòng Hàn Lập hơi động một chút, liền hiểu được, túi vải màu xanh lam kia hơn phân nửa giống với kim kiếm trong tay Hùng Sơn lúc trước, đều là bảo vật để tăng sức mạnh cấm chế tế đàn, phẩm cấp đương nhiên sẽ không kém, cho nên bị đối phương giòm ngó. Vài đầu đại yêu có thực lực hung hãn, liên thủ lại, thực lực càng viễn siêu hơn hai huynh muội bọn họ. Lam Nguyên Tử và Lam Nhan trước đó thi triển bí thuật liên thủ, vốn tiêu hao không nhỏ, lần này tự nhiên bị rơi vào hoàn cảnh buộc đỡ trái hở phải, liên tục bại lui. Hàn Lập do dự một chút, đang định tiến lên giúp đỡ thì thấy ánh mắt Lam Nhan bỗng nhiên ngưng tụ, đưa tay nắm chặt túi vải màu xanh lam kia, một tay bấm niệm pháp quyết điểm lên túi một cái. Đầu ngón tay nàng sáng lên một chút lam quang, túi vải màu xanh lam kia liền theo đó mở rộng ra chỗ miệng túi lại có trận trận thanh âm sấm sét vang lên, đột nhiên sinh ra một vòng xoáy lam quang. Ánh mắt Hàn Lập ngưng tụ, nhìn về phía chỗ miệng túi kia, trong mắt lóe lên vẻ khác lạ, liền thấy trong vòng xoáy kia trận trận lôi quang, bên trong lại có một tòa thủy lôi đại trận. Lúc này, Lam Nhan và Lam Nguyên Tử đứng dựa lưng vào nhau, bỗng nhiên đảo miệng túi, chĩa về phía đông đảo yêu ma đang tập trung chung quanh, trong miệng phát ra một tiếng quát chói tai. Đi, một tiếng vang lên, vòng xoáy lam quang trong miệng túi bắt đầu kịch liệt xoay tròn, bảy tám đầu thủy long màu lam từ đó vọt mạnh ra, há miệng cắn tới phía vài đầu yêu ma kia. Đúng lúc này, thần sắc lam nhan bỗng nhiên biến đổi, sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch, nhìn giống như bị tiêu hao tiên linh lực quá độ. Hàn lập chú ý, trong lòng hơi kinh hãi, túi vải màu xanh lam này nhất định là tiên khí, phẩm cấp sốt của cao bao nhiêu mà lam nhan chỉ mới sử dụng đã tiêu hao khổng lồ như vậy. Nhìn bộ dáng nàng, tiêu hao tựa hồ không chỉ là tiên linh lực, mà lực lượng pháp tắc tựa hồ cũng hao tổn không ít. Trước đây Hùng Sơn chỉ là kim tiên hậu kỳ lại thúc giục được thanh đại hoang cổ kiếm kia, giờ nhớ lại, quả thực có mấy phần cổ quái. Hàn Lập đang cân nhắc, lại có một đầu yêu ma đánh tới phía hắn, hắn hử lạnh một tiếng, cầm kiếm nghênh đón, cả hai lại chiến thành một đoàn. Bên này thanh thế thủy long màu lam mau lẹ, lúc hành động, hư không bốn phía tựa hồ cũng bị một màn sáng ẩn chứa lực lượng thủy thuộc tính pháp tắc che đậy, phong tỏa ngăn cản đường trốn của những yêu ma kia trong đó vài đầu yêu ma ở quá gần không tránh kịp, trực tiếp bị thủy long màu lam cắn xé. Trong miệng yêu ma quái kêu liên tục, nhao nhao thi triển thủ đoạn, điên cuồng dẫy dụa không thôi, nhưng thủy trung không thể thoát khỏi thủy long, bị nắm kéo bay ngược lại. Chỉ thấy hình thể chúng lúc bay ngược lại lướt qua thủy long thì bắt đầu rút nhỏ lại, cuối cùng bay gần tới miệng túi đã trở nên nhỏ như viên đạn, tất cả đều bị kéo vào trong túi vải. Yêu ma mới vừa vào túi, liền lâm vào thủy lôi đại trận trong đó, toàn bộ vòng xoáy lam quang lập tức sôi trào lên, tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Sau mấy hơi thở, trong túi vải màu xanh lam liền có trận trận thanh âm rú thảm, xen lẫn trong tiếng oanh minh lôi điện truyền ra. Sau một lát, tất cả thanh âm thu lại, vài đầu yêu ma kia đã triệt để biến thành cho bụi. Lam nhan thôi động túi giống trong nháy mắt như bị rút khô khí lực toàn thân, thân thể mềm nhũn tê liệt ngã xuống. Lam nguyên tử bên cạnh vội đỡ lấy nàng, tiếp nhận túi vải màu xanh lam trong tay nàng, lật tay lấy ra một viên đan dược màu thủy lam bỏ vào trong miệng nàng bạch cốt yêu ma kia thấy thế trong miệng phát ra một tiếng kêu to đám yêu ma còn sót lại nghe thấy thì thế tiến công lập tức dừng lại một chút ào ào bay lượn về phía sau ánh mắt bạch cốt yêu ma đảo qua trên thân mọi người một cái thân hình chuyển động đôi cánh vỗ mạnh mang theo yêu ma còn lại thoát đi đám người tự mình thu thập một phen sau đó tụ hợp lại với nhau ánh mắt lôi ngọc sách rơi vào túi vải màu xanh lam trong tay lam nguyên tử sắc mặt có chút khó coi, trần chờ hồi lâu, cuối cùng cũng không trách cứ hoặc yêu cầu gì, chỉ chắp tay nói với đám người, chư vị đợi chút, cấm địa pháp trận nơi đây bị phá hư nghiêm trọng, chữa chỉ cần chút thời gian. Chư vị có thể nhân cơ hội này tìm kiếm bốn phía một chút, xem còn còn sót lại bảo vật gì không. Nói xong, gã cũng không để ý những người khác phản ứng ra sao, liền dẫn văn trọng tiến đến chữa trị pháp trận. Huynh muội Lam Nguyên Tử không cử động gì, chỉ khoanh chân ngồi xuống, tiếp tục điều tức khôi phục làm nhàn tiêu hao tựa hồ nghiêm trọng hơn so với tưởng tượng, dùng đan dược song sắc mặt vẫn như cũ không dễ nhìn. Lam Nguyên Tử một bên thấy thập phần thương tiếc, ánh mắt gã rơi vào túi vải màu xanh lam trên tay, có vẻ trần chờ. Hàn Lập nhìn một lát, rồi cũng giống như những người khác tìm kiếm xung quanh. Nhưng mà sau khi đại điện bị nhìn nát, phía trên vách núi này sớm đã là cảnh hoàng tàn bừa bộn khắp nơi, đám người tìm kiếm, ngoại trừ tìm được chút tài liệu thủy thuộc, cũng không có thu hoạch gì khác. Qua ước chừng một khắc đồng hồ sau, lôi ngọc sách và văn trọng trở lại, mở miệng nói ra, chư vị, cấm chế pháp trận tế đàn ở đây đã chữa trị xong, mọi người có thể tiếp tục đi. Nói xong, gã liền mời Tô An Thiến một tiếng, ba người cùng nhau bay lên, tiếp tục tiến đến ngọn núi tiếp theo. Bọn người giao tam đều theo sát phía sau, Hàn Lập đang định đi theo mọi người, tựa hồ lòng sinh cảm ứng, đột nhiên quay đầu nhìn thoáng qua một chỗ nơi xa, lập tức nhướng mày, mặt lộ thần sắc nghi hoặc. Suy nghĩ một lát, tựa hồ vẫn không giải thích được, hắn liền lắc đầu, tiếp tục đi tới. chương 1095, hợp tác, thân ảnh nhóm người Hàn Lập biến mất về phía xa, gần một vị trí trên vách đá, bạch quang chấp động, ở chính giữa đồng thời nổi lên hai thân ảnh, chính là đồng sư yêu ma và bạch cốt yêu ma. Những tên ma tộc khác lại không trông thấy bóng dáng, không biết đã đi đâu. Hai tên này đứng gần nhau, tựa hồ cả hai có vẻ rất thân quen. Không ngờ thần thức tên tu sĩ nhân tộc kia lại mạnh như thế, thiên cốt hoàn suýt nữa không thể che giấu được. Bạch cốt yêu ma thở nhẹ ra một hơi, há miệng phun ra một cái vòng tròn màu trắng. Vòng tròn màu trắng giống như dùng loại xương trắng nào đó luyện chế thành, xung quanh xương mù màu trắng lượn lờ lơ lửng, mặt ngoài chấp động bạch quang nhu hòa nhưng không có chút khí tức nào tản mát ra. Không chỉ như thế, khí tức của đồng sư yêu ma và bạch cốt yêu ma đều bị giữ lại, không hề tản mát ra mảy may. Ngươi mặc dù bị giam cầm nhiều năm như vậy, nhưng cũng không nhàn rỗi, cái thiên cốt hoàn này được ngươi tế luyện ngày càng tinh diệu, chỉ sợ sắp đạt tới ngũ phẩm rồi đồng sư yêu ma nhìn cốt hoàn màu trắng một chút nói ra mấy năm này bị phong ấn ở nơi tối tăm không ánh mặt trời kia không có ma khí cung cấp căn bản không cách nào tu luyện chỉ có thể chuyên tâm tế luyện ma bảo lại nói lội yểm đao của ngươi cũng không kém bao nhiêu đâu bạch cốt yêu ma thở dài bất đắc dĩ nói ra đồng sư yêu ma nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ vui mừng nhưng nhớ tới huyền minh thần trùy bị hủy diệt sắc mặt lại lập tức trầm xuống không ngờ tặc tử họ hàn kia không chỉ thần thông lợi hại, thần thức cũng cường đại như thế. Vốn tưởng rằng dựa vào thiên cốt hoàn của ngươi có thể thần không biết quỷ không hay lẻn tới gần bọn chúng, nhanh chóng đánh lén tặc tử họ hàn và tên hùng sơn kia để báo mối thù hủy bảo đoạt tơ. Hiện tại xem ra không thể rồi, trong mắt đồng sư yêu ma lập tức hiện lên một chút hận ý, không cam lòng nói. Đã nhiều năm như vậy, tính nết ngươi ngược lại không thay đổi chút nào, nếu bị thua thiệt lập tức muốn trả thù. Bạch cốt yêu ma lắc đầu, nói ra sống ở thế gian nếu không thể khoái ý ân cửu sống còn có ý nghĩa gì đồng sư yêu ma khẽ nói bạch cốt yêu ma liếc mắt nhìn y bất giác thở dài đúng rồi những sợi tơ pháp tắc kia của ngươi thực sự bị tên kia luyện hóa sao ngươi đã cô động ra pháp tắc chi hoàn làm sao có thể trong thời gian ngắn như vậy đã bị hắn luyện hóa được bạch cốt yêu ma lập tức nghĩ tới một chuyện hỏi hàn tạc tử kia có trong tay một cái hồ lô hẳn là một kiện tiên thiên tiên khí có hiệu quả luyện hóa cực mạnh những sợi tơ pháp tắc của ta là bị tiên thiên hồ lô kia thu lấy luyện hóa. Đồng sư yêu ma căm hận nói ra, tiên thiên tiên khí, khó trách, tiên thiên tiên khí được thiên địa thai ngén thành, bên trong ẩn chứa pháp tắc cực kỳ lợi hại. Bạch cốt yêu ma chợt nói, tặc tử họ hàn kia thu lấy của ta gần nửa sợi tơ pháp tắc, vô luận như thế nào ta cũng phải đoạt lại. Cho dù hắn có tiên thiên tiên khí luyện hóa sợi tơ pháp tắc của ta, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, khí tức bản nguyên của sợi tơ pháp tắc có lẽ vẫn chưa bị luyện hóa chỉ cần có thể đoạt lại, ta vẫn có thể tế luyện chúng một lần nữa trở về bản nguyên. Đồng sư yêu ma nói thêm, lão tam, đối phương người đông thế mạnh, hơn nữa thực lực cũng không yếu, chỉ dựa vào hai người chúng ta tuyệt không phải là đối thủ. Ta thật vất vả mới thoát khốn ra nên sẽ không đi theo ngươi tìm chết, chớ trách ta không nói tình nghĩa huynh đệ. Sắc mặt bạch cốt yêu ma biến đổi, khẽ nói, nhị ca yên tâm, ta mặc dù không thông minh, nhưng cũng không phải đồ đần, sẽ không làm cái việc xông lên tìm chết. Nghe bọn chúng nói chuyện, kế tiếp chúng còn muốn tiếp tục tìm kiếm trận nhãn khác. Đám gia hỏa tham lam này nhìn thấy những bảo vật trên trận nhãn, chắc chắn nhịn không được mà ra tay cướp đoạt. Chúng ta cứ nhanh chân theo sau, thời điểm quan trọng nên giúp chúng một chút, cứu đại ca và mọi người ra. Chờ năm huynh đệ chúng ta tập hợp đủ, đối phó những người này còn không phải dễ dàng sao. Đồng sư yêu ma cười hắc hắc một tiếng, nói, Bạch cốt yêu ma nghe những lời này, ánh mắt hít lại, nhất thời không nói lời nào. Thế nào? nhị ca ta nói không đúng sao đồng sư yêu ma ngẩn ra hỏi ngươi nói không sai chỉ là cứu bọn đại ca ra phải phá giải ba chỗ trận nhãn cuối cùng kia năm trận nhãn bị phá toàn bộ thì lực lượng phong ấn đại trận sẽ bị suy yếu đến mức tận cùng vạn nhất để cho hắc thiên ma tổ thoát khốn ra chỉ sợ một người chúng ta cũng không thể nào sống sót rời khỏi đây đừng quên năm đó sở dĩ hắc thiên ma tổ bị phong ấn có quan hệ lớn với chúng ta đấy bạch cốt yêu ma lo lắng nói ra vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta không cứu bọn đại ca ra đồng sư yêu ma nghe vậy sắc mặt biến đổi lập tức truy vấn kẻ nào lén lén lút lút trốn tại đó đi ra bạch cốt yêu ma đang muốn nói chuyện bỗng nhiên quay người lại nhanh như chớp đồng thời năm ngón tay tung ra một chảo năm đạo bạch quang theo đầu ngón tay gã bắn ra chộp vào hư không gần đó năm đạo quang mang này hiện ra màu sáng trắng giống như bạch cốt sau khi hòa tan tạo thành hào quang chuyển động phát ra tiếng xương cốt nổ xoèn xoẹt xoèn xoẹt, xoẹt năm đạo bạch quang bạo liệt ra, chỗ hư không kia chấp động kịch liệt, một bóng người toàn thân phủ kín kim quang đỏ đậm quỷ dị hiện ra. năm đạo bạch quang chưa biến mất, quay tít một vòng, hóa thành một bàn tay bạch cốt lớn, phía trên quấn lấy từng đạo bạch sắc hỏa diễm sáng ngời nhưng lại không nóng chút nào, trảo xuống bóng người đỏ đậm mãnh liệt. Những nơi năm ngón tay đi qua, hư không bị kéo lê thành năm đạo vết tích dài màu đen. Bóng người đỏ đậm không hoảng hốt chút nào, trên người kim quang đậm đặc, lập tức hóa thành một tầng ánh sáng vàng, khuếch tán ra xung quanh những nơi ánh sáng vàng đi qua bạch cốt đại thủ lập tức đình trệ tại đó tiếp đó vỡ vụn từng tấc một phiêu tán biến mất cùng giờ khắc này hàn lập đang phi độn lên cao của ngọn núi phía trước kim quang trên thân hơi ba động ánh mắt lần thứ hai lóe lên nhìn lại phía sau sâu trong đôi mắt lóe lên vẻ tàn khốc hàn huynh làm sao vậy giao tam một bên chú ý tới cử động hàn lập hỏi không có gì nét mắt hàn lập không biểu lộ ra mảy may tăng thêm tốc độ phi độn về phía trước giao tam nhìn bóng lưng hàn lập đôi mì thanh tú nhân lại nhìn lại phía dưới nhưng rất nhanh lắc đầu thu hồi ánh mắt đuổi theo cái này là bạch cốt yêu ma thấy cảnh này sắc mặt biến đổi đồng sư yêu ma cũng nổi giận gầm lên một tiếng lật tay tế ra lôi đao màu đen đang muốn chém ra lại bị bạch cốt yêu ma ngăn lại hặc hặc nhiều năm không gặp bạch cốt pháp tắc của bạch cốt đạo hữu càng ngày càng quỷ quyệt tàn nhẫn thân thể bóng người màu đỏ lóe lên kim quang hiện thân chính là kỳ ma tử khí tức trên người lão như vực sâu, tu vi xem ra đã khôi phục hoàn toàn. Là ngươi, bạch cốt hiêu ma trông thấy kỳ ma tử, trong mắt lóe lên lãnh mang, tựa hồ nhận ra kỳ ma tử. Nhị ca, người nhận ra người này, hắn là ai? Đồng sư quái dị trừng mắt hỏi, tam đệ, vị này chính là kỳ ma tử đạo hiếu, năm xưa là nhị đệ tử của di la lão tổ chân môn môn, về sau phản sư đầu phục thiên đình. Ánh mắt bạch cốt hiêu ma lóe lên, dùng giọng điệu diếu cợt nói ra. Ha ha, thì ra người chính là phản đồ chân ngôn môn thật sự là chăm nghe không bằng một thấy ngưỡng mộ đã lâu đồng sư yêu ma giật mình dò xét trên dưới kỳ ma tử vẻ mặt khinh thường kỳ ma tử đạo hiếu ta nghe nói trong vụ tiêu diệt chân ngôn môn các hạ lập được công lao không nhỏ hôm nay có lẽ đã giữ quyền cao chức trọng ở thiên đình rồi bạch cốt yêu ma cười quái gở nói năm đó gia sư nghịch thiên mà đi bổn tôn nhiều lần khuyên can nhưng vô dụng bất đắc dĩ đành phải bỏ tối theo sáng đầu nhập dưới trướng thiên đình về phần địa vị ta hôm nay, được đạo tổ coi trọng, trưởng quản tiên ngục, chính là tiên ngục chi chủ. Trên mặt kỳ ma tử không lộ ra mảy may hổ thẹn hay mất tự nhiên, cười nói. Đồng thời lão lật tay lấy ra một lệnh bài màu vàng hình dạng đầu hổ, giơ tay vuốt vuốt. Lệnh bài thoạt nhìn rất bình thường, không có bao nhiêu thần kỳ, chỉ có tại chính giữa lệnh bài viết hai chữ lớn phong cách cổ xưa, ngục chủ. Một cỗ khí tức khó hiểu theo hai chữ lớn trên lệnh bài lộ ra, khiến hư không phụ cận hơi rung động. Bạch cốt yêu ma chứng kiến thần sắc kỳ ma tử như vậy, vẻ trào phúng trên mặt chậm rãi thu lại, thần sắc hiện lên vẻ ngưng trọng. Hừ, phản đồ thì lão tử thấy cũng nhiều, nhưng mà giống như người bán đứng sư môn, lại không áy náy chút nào, còn một bộ dáng yên tâm thoải mái, đúng là cặn bã, cũng thật là lần đầu tiên ta nhìn thấy. Đồng sư yêu ma phì một tiếng, cả giận nói, các hạ là đồng sư vương trong thương sơn ngũ vương tiếng tam lừng lẫy ma vực A, à, vốn nghe tiếng các hạ tính như lửa, ngày hôm nay vừa thấy quả là thế bổn tôn thích nhất là những người như đồng sư đạo hiếu. Kỳ ma tử nhìn đồng sư yêu ma một cái, bình thản cười nhạt nói, thần sắc vẫn không giận chút nào. Đồng sư yêu ma được kỳ ma tử tán dương, giống như nuốt sống một con ruồi, lần thứ hai xì một tiếng khinh miệt, đang muốn nói thêm nữa. Tam đệ, bạch cốt yêu ma quát to một tiếng, ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Đồng sư yêu ma thấy thần sắc bạch cốt yêu ma, thu miệng lại không nói nữa. Nguyên lai like các hạ đã là tiên ngục chi chủ, thật đúng là đáng chúc mừng không biết ngục chủ đại nhân tại sao lại xuất hiện ở nơi đây bạch cốt yêu ma liếc nhìn lệnh bài màu vàng kia một chút ánh mắt nhíu lại hỏi bạch cốt đạo hữu không cần phải lo lắng bổn tôn lần này là một thân một mình đến đây thực sự không phải là phụng mệnh thiên đình đến hơn nữa bây giờ tiên ngục do ta làm chủ không giống như tiên ngục trước kia bổn tôn sẽ không xuất thủ với hai vị trái lại chúng ta còn có thể hợp tác kỳ ma tử thu hồi lệnh bài cười nói các hạ nói thế là ý gì Bạch Cốt yêu ma nghe Kỳ Ma tử nói vậy, thần sắc trên mặt thoáng an tâm, nhưng vẻ đề phòng bên trong lại càng sâu đậm. Hỏi ngược lại, mới vừa nghe nhị vị đạo hiếu nói chuyện với nhau, có chút thù hận với mấy kẻ phía trước. Bổn tôn vừa vặn có chút ân oán gút mắc với bọn họ. Bạch Cốt đạo hiếu, người ta là chỗ quen biết cũ, chúng ta liên thủ hành động thì thế nào? Kỳ Ma tử nhìn hướng đám người Hàn lập rời đi một chút, nói ra. Liên thủ, Kỳ Ma tử đạo hiếu hôm nay đã đạt tới Đại La cảnh giới tu luyện lại là thời gian pháp tắc, chẳng lẽ còn có chuyện gì làm không được, cần huynh đệ chúng ta tương trợ. Ánh mắt bạch cốt yêu ma chấp động hỏi, không thể nói như vậy, thực lực bổn tôn tuy mạnh nhưng những kẻ phía trước có nhân số rất nhiều, thực lực đều không kém, thực tế trong đó có một người lợi hại đến cực điểm, bổn tôn cũng không nắm chắc có thể đối phó. Về điều này, đồng sư đạo hữu chắc hẳn hiểu rất rõ. Kỳ ma tử cười nói, hừ, đồng sư yêu ma nghe vậy, trong đầu hiện ra thân ảnh hàn lập, Ánh mắt lóe lên vẻ tàn khốc, hừ lạnh một tiếng. Chương 1096, đều mang tâm tư. Hai vị vừa mới nói chuyện, Bản Tôn vừa lúc nghe được, các người muốn cứu ba vị thương sơn ngũ vương khác ra, nhưng lại lo lắng sẽ thả ra Hắc Thiên Ma tổ. Bản Tôn có một biện pháp, có thể giúp bọn ngươi cứu huynh đệ ra, đồng thời vẫn giữ được Hắc Thiên Ma tổ kia. Kỳ Ma Tử nói ra, chuyện này là thật, Bạch Cốt Yêu Ma nghe lời này, thân thể chấn động. Thân xác Đồng Sư Yêu Ma cũng biến đổi nhìn về phía kỳ ma tử, ánh mắt thoáng lên một tia biến hóa. Tự nhiên, hắc thiên ma tổ một khi xuất thế, tính mạng bản tôn cũng không thoát được, sao dám nói ngoa việc này. Kỳ ma tử cười cười, nói ra, đồng sư yêu ma không nói gì, chỉ nhìn về phía bạch cốt yêu ma, hiển nhiên muốn để gã quyết định. Các hạ có biện pháp gì, dám khoe khoang có thể đối phó hắc thiên ma tổ. Xin nói rõ chút, khuôn mặt bạch cốt yêu ma không cảm xúc, trong ánh mắt lộ ra hai tia sắc bén. Kỳ ma tử mỉm cười, bờ môi khẽ nhúc nhích nói vài câu gì đó bạch cốt yêu ma và đồng sư yêu ma sau khi nghe xong sắc mặt đều hơi đổi tiếp theo trong mắt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc thì ra là vậy như thế xác thực có thể nắm chắc đối phó được hắc thiên ma tổ trầm ngâm thật lâu bạch cốt yêu ma lúc này mới chậm rãi gật đầu nhẹ mở miệng nói ra đồng sư yêu ma cũng như đang suy nghĩ nhẹ gật đầu hai vị cứ việc yên tâm việc quan hệ đến tính mạng bản tôn đương nhiên sẽ không nói ngoa kỳ ma tử cười nói tốt, nếu kỳ ma tử đạo hữu thật có biện pháp có thể đối phó hắc thiên ma tổ, chúng ta liên thủ cũng không sao. Bất quá kỳ ma tử đạo hữu hẳn là có yêu cầu, xin nói rõ. Bạch cốt hiêu ma quyết đoán nói ra, ha ha, nếu bạch cốt đạo hữu đã sảng khoái như vậy, bản tôn cũng không vòng vo. Chờ cứu được huynh đệ khác của các ngươi, sau đó bản tôn cần các ngươi giúp ta một chút sức lực, cướp đoạt cây tuế nguyệt thần đăng kia, sau đó lại giúp ta giết chết tên hàn lập kia. Kỳ ma tử cười ha ha nói, trong mắt lại không tươi cười, chỉ có sát ý băng lãnh. Giết chết Hàn Lập kia, không vấn đề, ta với hắn vốn đã kết thù, bất quá sau khi giết hắn, bảo vật trên người hắn đều thuộc về chúng ta. Ánh mắt đồng sư yêu ma sáng lên, lập tức nói ra. Các loại tiên khí tài liệu trên người Hàn Lập có thể cho ngươi, bất quá ta muốn tất cả đồ vật văn tự ghi chép và một bản công pháp biển tịch trên người hắn đều thuộc về ta. Kỳ Ma Tử khoát tay chặn lại, nói ra, có thể, ta chỉ cần tiên khí trên người hắn những vật khác đều cho ngươi. Đồng sư yêu ma chỉ để ý đến hồ lô xanh biếc và bộ phi kiếm lôi thuộc tính trên thân hàn lập, những thứ khác gã không quan tâm. Bạch cốt đạo hiếu, ngươi thấy thế nào? Kỳ ma tử nhìn về phía bạch cốt yêu ma. Được, việc này ta thay các huynh đệ khác đáp ứng, bất qua thủ đoạn của hàn lập kia khác hẳn với thường nhân. Năm huynh đệ chúng ta đến lúc đó nhiều nhất chỉ ở một bên tương trợ, chính diện chém giết vẫn phải từ các hạ ra tay. Ánh mắt bạch cốt yêu ma chấp động nói, không vấn đề, Kỳ ma tử không chậm chế chút nào gật đầu nói, ngược lại để bạch cốt yêu ma thoáng có chút kinh ngạc. Bất quá song phương đã đã đạt thành thỏa thuận, bạch cốt yêu ma cũng không hỏi nhiều nữa. Sự tình chủ yếu đã thương định xong, song phương lại trao đổi các chi tiết cụ thể, rất nhanh nhất trí, sau đó lập tức xuất phát tiến lên. Thân ảnh ba người biến mất ở phía trước không lâu, một chỗ vách núi phụ cận lóe lên thanh quang, lại hiện ra ba thân ảnh, thình lình chính là ba người khúc lân, lợi kỳ mã, nam tử trung niên áo xanh. Không ngờ tân nhiệm tiên ngục chi chủ thiên đình cũng đến nơi này, tình huống càng thêm phức tạp. Nam tử trung niên áo xanh thì thào nói ra, kỳ ma tử này mặc dù thân là tiên ngục chi chủ, nhưng nghe bọn hắn vừa mới nói thì kẻ này tới đây cũng không phải vì gia cố phong ấn, mà là muốn cướp đoạt cây thái tuế thần đăng kia. Kẻ này xuất hiện đối với chúng ta không chừng lại có lợi. Cặp mắt khúc lân chợt biến thành màu vàng, bắn ra hai đạo kim quang, miệng nói. Chưa hẳn, kỳ ma tử xuất hiện, cố nhiên tăng nhiều tỷ lệ phá vỡ phong ấn, nhưng tu vi của tên này cao thâm đã đạt tới đại la cảnh tu luyện lại là thời gian pháp tắc chớ nói bọn người hồ tam chính là ba người chúng ta cũng không phải là địch thủ nếu hắn xuất thủ cướp đoạt nguyên bài bản mệnh chúng ta bọn hồ tam chưa chắc là đối thủ mà nguyên bài bản mệnh chúng ta lại bị tên thái tuế kia thi pháp liên kết cùng tuế nguyệt thần đăng chỉ cần chúng ta đến gần thái tuế thần đăng bản mệnh nguyên bài ngay lập tức sẽ lọt vào thái tuế chi diếm công kích cho nên chỉ có thể dựa vào bọn người hồ tam hàn lập cướp đoạt bản mệnh nguyên bài ra. Vạn nhất bọn hắn thất thủ, để bản mệnh nguyên bài rơi vào tay Kỳ Ma tử, chúng ta chỉ sợ vĩnh viễn không thể thoát được, cả đời bị tên kia sai khiến. Nam tử trung niên áo xanh lại lắc đầu, lạnh lùng nói ra. Khúc Lân và Lợi Kỳ Mã không nghĩ sâu như vậy, nghe nam tử trung niên áo xanh phân tích, mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, sắc mặt đều biến đổi. Vậy Liễu huynh ngươi cảm thấy chúng ta phải làm gì? Phải chăng thừa dịp Kỳ Ma tử này còn chưa tới Thái Tuế Điện, ba người chúng ta xuất thủ ngăn chúng lại? tranh thủ một ít thời gian cho bọn hàn lập sắc mặt khúc lân quýnh lên hỏi nếu kỳ ma tử không liên thủ cùng bạch cốt vương đồng sư vương kia ba người chúng ta liên thủ còn có chút hy vọng lưu y lại hiện tại đã muộn nam tử trung niên áo xanh thở dài nói như thế khúc lân và lợi kỳ mã nghe vậy thần sắc trên mặt trầm xuống chẳng lẽ thật không có biện pháp lợi kỳ mã nhịn không được nói ra biện pháp cũng không phải hoàn toàn không có bất quá cần chịu chút phong hiểm Nam tử trung niên áo xanh im lặng một lát, lật tay lấy ra một bức tượng người cao hơn một xích. Tượng người thoạt nhìn là nữ tử, dung mạo thanh tú, mặc một bộ váy dài xóa tung, cặp mắt chiếu lấp lánh. Thân thể nàng ngẫu nhiên còn vặn vẹo hai lần, tựa hồ muốn thoát khỏi tay nam tử trung niên áo xanh, phảng phất như vật sống vậy. Không chỉ như vậy, thân thể tượng thiếu nữ này bên trái thuần trắng, bên phải đen kịt, trên mặt cũng thế, nửa trắng nửa đen. Nửa gương mặt trắng thần sắc thanh lịch, ánh mắt ôn hòa, như tiểu thư khuê các, nhưng nửa gương mặt màu đen lại âm trầm lạnh lùng, trong mắt lộ ra quang mang âm tản oán độc, làm cho người nhìn có cảm giác không rét mà run. Lợi kỳ mã nhìn thấy tượng thiếu nữ này, sắc mặt thoáng động, sau đó lập tức khôi phục bình tĩnh, tựa hồ trước kia đã thấy qua vật này. Đây là khúc lân lại lần đầu gặp vật này, lộ ra vẻ kinh ngạc. Đây là một bộ khôi lỗi ta dùng vật liệu đặc thù luyện chế ra tên là thiện ác nhị tâm, muốn đoạt lại bản mệnh nguyên bài chúng ta, chỉ có biện pháp này. Nam tử trung niên áo xanh nhìn khôi lỗi tượng người, trong mắt lóe lên một tia phức tạp, lập tức nghiêm mặt nói. Phải làm như thế nào? Tinh thần khúc lân chấn động, lập tức hỏi. Nam tử trung niên áo xanh phất tay mở ra một tầng kết giới sám trắng, bao phủ ba người vào bên trong. Sau một lát, kết giới sám trắng lóe lên biến mất, thân ảnh ba người hiện ra, cùng bay về phía trước. Bọn người hàn lập một đường phi đột, bởi vì thần thức không cách nào dò xét quá xa, cũng không dám bay quá nhanh. Trong nháy mắt, đoàn người đi tới hơn một canh giờ, đột nhiên ngừng lại, con mắt tỏa sáng nhìn về phía trước, chỉ thấy một chỗ địa thế tương đối bằng phẳng bên trong ngọn núi phía trước có một quảng trường bạch ngọc lớn chừng mấy chục mẫu, mặt đất lát kín bởi một phiến mỹ ngọc dài màu trắng, từng tia từng tia sương mù màu trắng từ trong phiến ngọc thạch trắng muốt này tỏa ra trên quảng trường hình thành một biển mây nhàn nhạt, 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 nhìn lộng lẫy như ở trên mây. Trung quanh quảng trường bạch ngọc lại trồng từng cây cao lớn, không biết chủng loại gì, bất luận lá cây hay là thân cây đều có màu trắng muốt tản mát ra trận trận huỳnh quang màu trắng, nhìn hoa mỹ vô cùng. Đoàn người dò xét một phen, xác nhận trên quảng trường không có cạm bẫy, cấm chế gì, thì lần lượt đáp xuống, nhưng không có đi xem cảnh đẹp và bạch thụ chung quanh, mà tụ lại trước quảng trường. Quảng trường bạch ngọc này có ba cái cầu thang lan tràn ra, kéo dài về các hướng khác nhau. Bên cạnh từng cầu thang đứng vững một khối thạch bài bạch ngọc, phía trên phân biệt viết ba địa danh, hỏa nguyên cung, càn thổ điện, mộc thần trùng. Trải qua chuyện lúc trước, đám người vừa nhìn thấy ba địa danh trên thạch bài, lập tức minh bạch đó là địa phương nào. Cặp mắt bọn người Hồ Tam, Giao Tam đều sáng lên, tự mình nhìn về phía một đầu cầu thang, rất là háo hức. Vào thời khắc này, ba đạo độn quang bay vụt tới, rơi vào ba con đường dẫn lên cầu thang, chính là ba người văn trọng, lôi ngọc sách, tô an thiến chặn đường đi. Bây giờ đã có hai trận nhãn bị phá, một khi ba trận nhãn khác cũng bị phá, hắc thiên ma thần tất nhiên sẽ xuất thế, đến lúc đó chúng ta sẽ chết không có chỗ chôn Ta nói đến thế thôi, chư vị cần phải cực kỳ thận trọng. Lôi ngọc sách chắp tay, ngữ khí ngưng trọng nói ra. Nhưng lời gã còn chưa dứt, tiếng thét vang lên, hồ tam và giao tam đã bay vụt lên không, bay về phía càn thổ điện ở giữa, phảng phất như không nghe thấy lời nói của lôi ngọc sách. Hai vị đạo hiếu, xin dừng bước, nếu không đừng trách ta đắc tội. Lôi ngọc sách trầm giọng quát, đồng thời vung tay lên. Vèo vèo vèo, hơn 10 thanh phi kiếm màu vàng óng từ trong tay áo gã bắn ra, ngăn trước hai người hồ tam hàn lập thấy vậy con người hơi co rụt lại những phi kiếm này có chừng sáu bảy mươi chuôi mỗi một chuôi phi kiếm đều tản mát ra ba động kim chi pháp tắc mãnh liệt thình lình đều đạt đến cấp bát phẩm tiên khí có vài thanh phi kiếm tản ra kim quang lóa mắt càng đạt đến thất phẩm tiên khí mấy chục đạo kiếm khí ba động cường đại hội tụ vào một chỗ trong phạm vi mấy trăm trượng hư không phía trước đều rung động kịch liệt ông ông tác hưởng như chống đánh hồ tam và giao tam không để ý chút nào tới những phi kiếm kia càng không có ý dừng lại Lôi ngọc sách thấy hai người không để mình vào trong mắt, sắc mặt giận dữ càng tăng lên, tay kết kiếm quyết điểm một cái. Sáu bảy mươi thanh phi kiếm nhất thời đại thịnh kiếm quang, quay tít một vòng, tụ hợp lẫn nhau, tạo thành một tòa kiếm trận màu vàng, chính là thông thiên kiếm trận trước đó đã thi triển qua một lần. Nhưng không chờ kiếm trận triệt để hình thành, quang mang đỏ sậm trói mắt từ trên thân giao tam bộc phát ra, bao phủ kiếm trận màu vàng vào trong đó. Quang mang trên kiếm trận màu vàng bỗng nhiên dừng lại, sau đó nhanh chóng bắt đầu tiêu tán, kiếm trận sắp hình thành cũng hiện ra xu thế tán loạn. Mà giờ khắc này trong tay hồ tam lóe lên huyết quang, thiên hồ hóa huyết đao liền xuất hiện ở trong tay, lăng không bổ một phát. Xoẹt một tiếng, đao mang màu máu chói mắt đột nhiên bộc phát ra, trong chốc lát tràn ngập giữa thiên địa, tựa hồ giờ khắc này, vạn vật đều mất đi sắc thái, chỉ còn lại một mảnh huyết hồng sền sệt trói mắt này. Trường 1097, chia ra ba đường. Ở xung quanh quảng trường, những cây cối màu trắng kia bị huyết quang do thiên hồ hóa huyết đao chiếu dọi qua nhanh chóng khô héo đi mặt đất nhanh chóng trở thành một mảnh cháy đen không nhìn thấy chút sinh cơn nào trên quảng trường linh khí bên trong những ngọc thạch màu trắng kia trong khoảnh khắc liền bị rút khô sau một chuỗi tiếng nổ bùm bùm thì hóa thành vô số đá vụn thoáng chốc lấy quảng trường bạch ngọc làm trung tâm trong phạm vi bán kính vài trăm dặm tất cả sự sống đều bị rút cạn tiếp theo một tiếng nổ lớn kinh thiên động địa truyền ra thông thiên kiếm trận ầm ầm tan vỡ mấy chục chuôi phi kiếm tán loạn bắn ra, còn có mười mấy chuôi phi kiếm trực tiếp bị chém thành hai khúc. Thân thể lôi ngọc sách đại chấn, bịch 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 lui về phía sau liên tục mấy bước mới đứng vững, khuôn mặt hiện lên một lớp ửng đỏ. Giờ phút này, huyết quang đầy trời nhanh chóng thu lại, biến mất vô ảnh vô tung, mà bản thân Hồ Tam và dao Tam cũng đã vượt qua lôi ngọc sách, bay tới phía trước. Khóe mắt lôi ngọc sách co lại, hít mạnh một hơi như đang định làm gì đó. Lôi đạo hiếu, người không cản được chúng ta đâu hiện tại tình huống trước mắt không rõ thế nào, chúng ta không muốn đánh nhau với ngươi, xin chớ bức bách. Thanh âm hồ tam xa xa truyền tới, động tác lôi ngọc sách cứng đờ, đứng ngây người tại chỗ. Bóng hai người hồ tam như điện, nhanh chóng biến mất tại con đường nhỏ phía trước. Vào lúc này, Lam Nguyên Tử và Lam Nhan cũng hóa thành hai đạo độn quang màu lam, phi tới hướng một thần trùng. Đứng lại, Tô An Thiến đứng trên này hét lớn một tiếng, ngọc thủ lăng không một chảo. Xung quanh chợt điên cuồng lóe lên thủy quang màu lam, từ giữa hư không hiện ra vô số quả cầu nước màu lam đường kính hơn trượng. Trên mỗi thủy cầu quấn quanh bởi từng đạo điện quang màu lam giống như cự mãng. Tô An Thiến khẽ quát một tiếng, vô số thủy cầu mang theo tiếng sấm sét cuồn cuộn, đánh tới hai người Lam Nguyên Tử. Lam Nhan thấy cảnh này không chút rối loạn, Ngọc Thủ bắt pháp quyết phung lên, túi nhỏ màu lam lần nữa hiện ra, miệng túi mở rộng, từ trong bắn ra vạn đạo lam quang. Thủy cầu đang bay tới lập tức ngừng một lát, sau đó hóa thành từng đạo lam quang, giống như trăm sông đổ vào biển nhập vào bên trong túi nhỏ màu lam. Thủy cầu vốn uy thế ngập trời, nhanh chóng tan biến không còn dấu vết, tựa như ảo mộng vậy. Cái gì, thần sắc tô an thiến lộ ra vẻ không thể tin nổi. Sắc mặt lam nhan trắng bệch, lần này mặc dù nàng chỉ hơi thúc giục túi nhỏ màu lam, nhưng tiên linh lực cũng tiêu hao hơn nửa. Lam nguyên tử vung tay bắt lấy lam nhan, độn quang hai người hòa làm một thể, tốc độ đột nhiên tăng mạnh, chợt lướt qua tô an thiến, biến mất ở phía trước. Hàn Lập đứng bên cạnh thấy cảnh này, ánh mắt chợt lóe, thân hình hóa thành một đạo kim quang bắn ra, bay về phía Hỏa Nguyên cung. Văn Trọng một mực chú ý cử động của Hàn Lập, thấy tình hình này, vội vàng xuất thủ chặn lại, một tay bắt pháp quyết, mười mấy đạo kiếm quang dài trăm trượng từ trên người gã bắn ra, chém tới Hàn Lập. Nhưng kim quang do Hàn Lập biến thành bỗng nhiên sáng lên, tốc độ đột nhiên tăng gấp mấy lần khiến Văn Trọng chỉ có thể nghẹn họng nhìn chân chối mà bị vượt quá, nhanh chóng biến mất ở phía trước. Văn Trọng thấy vậy, chân mày nhíu lại nhưng không thể làm gì vào thời khắc này vèo một tiếng lại một đạo kim sắc cầu vồng phóng tới chính là hùng sơn văn trọng vội hoàn hồn đang định thi pháp ngăn lại nhưng tốc độ của đạo cầu vồng màu vàng do hùng sơn biến thành dù không bằng hàn lập nhưng cũng nhanh như thiểm điện cộng thêm việc tâm thần văn trọng đang chấn động xuất thủ không khỏi chậm chạp lại chậm một bước cầu vồng màu vàng lóe lên ở một chỗ khác bên văn trọng rồi nhanh như điện bắn đi trước mắt cũng biến mất ở phía trước trong nháy mắt trên quảng trường chỉ còn lại ba người lôi ngọc sách, Văn Trọng và Tô An Thiến. Đám người này có tầm nhìn hạn hẹp ngu xuẩn, chỉ lo cái lợi trước mắt, lại không quan tâm hậu quả. Chờ Hắc Thiên Ma Thần phá phong ấn đi ra, lúc đó bọn chúng hối hận cũng không kịp. Văn Trọng thở hổn hển, nổi giận mắng, bọn hắn đều không phải là người Kim Nguyên Tiên vực, không biết Hắc Thiên Ma Thần đáng sợ ra sao. Hơn nữa những tiên khí ở trận nhãn phong ấn có uy lực cực lớn, cũng khó trách bọn họ liều lĩnh muốn đạt được. Có thể kiên trì đến tận bây giờ đủ thấy mấy người này không đơn giản. Ngăn cản đã không được rồi nên làm gì bây giờ? Tô An Thiến không có vẻ gì tức giận, nhìn về phía Lôi Ngọc Sách. Chuyện tới nước này cũng không còn biện pháp nào khác, ba người chúng ta chia nhau cùng tiến về phía trước, hết sức khuyên bọn họ buông tha bảo vật trong trận nhãn. Nhưng nếu quả thực không được thì phải chữa trị trận nhãn của pháp trận cho tốt. Lôi Ngọc Sách bắt pháp quyết thu hồi bộ phi kiếm màu vàng kia, không nhanh không chậm nói, Chuyện đã như vậy cũng chỉ có thể làm vậy. Bất quá trước kia không nhìn ra, lôi đạo hữu dưới tình huống cấp bách còn có thể bình tĩnh như vậy. Tô An Thiến gật đầu một cái, chuyển chủ để nói. Chính là, mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, tình huống vốn dĩ đã xấu, chính mình càng dối trong lòng thì chẳng phải càng xấu thêm sao. Lôi ngọc sách lắc đầu một cái, nói như thế. Đến lúc này, người vẫn còn có tâm tình đùa giỡn. Vậy cụ thể chúng ta nên làm như thế nào, người nói đi. Tô An Thiến bật cười, lại hỏi. Văn Trọng cũng nhìn về phía lôi ngọc sách, chờ một chút, lôi ngọc sách nói, rồi lật tay lấy ra hai bộ khí cụ bầy trận, một bộ màu lửa đỏ, một bộ màu đất vàng, còn có hai khối ngọc giản, chia ra giao cho Văn Trọng và Tô An Thiến. Mặc dù trận nhãn trong pháp trận phức tạp tinh diệu, muốn tu bổ không hề dễ dàng, nhưng trong ngọc giản này ghi lại cặn kẽ phương pháp bầy trận. Hai người chỉ cần dựa theo phương pháp ghi chép trên ngọc giản mà làm, nhất định có thể tu bổ. Nếu vẫn không được, truyền tin cho ta là được. Lôi Ngọc Sách lấy ra một cái trận bàn đưa tin, giao cho Tô An Thiến. Gã và Văn Trọng hiển nhiên có biện pháp khác có thể liên lạc. Văn Trọng và Tô An Thiến đưa thần thức vào bên trong Ngọc Giản tìm kiếm, rất nhanh sáng tỏ gật đầu. Ta đi trước một bước, Văn Trọng liếc nhìn hai người một cái, ôm quyền rồi xoay người hóa thành một đạo kim sắc độn quang, bay vọt về phía hỏa nguyên cung. Vậy, ta cũng đi trước, Tô An Thiến xoay người, đang định rời đi, Tô Tiên Tử, thực lực huynh muội lam thì kia cường đại, hôm nay lại có túi nhỏ màu lam kia càng như hổ thêm cánh, người chứa cùng bọn họ xảy ra xung đột. Nếu không được thì cứ để bọn họ đem bảo vật đi, vạn sự lấy an toàn bản thân làm trọng. Lôi ngọc sách đột nhiên gọi lại Tô An Thiến, dặn dò. Đa tạ lôi đạo hữu nhắc nhở, ta biết rồi. Tô An Thiến hơi trầm mặc, đáp ứng một tiếng, sau đó bay về hướng một thần trùng. Lôi ngọc sách si ngốc nhìn theo bóng người Tô An Thiến hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, rồi lúc này mới lắc đầu, trên người cũng lóe lên độn quang, bay về hướng càn thổ điện. Thân ảnh ba người rời đi không lâu, ba đạo độn quang từ phía sau phóng tới, đáp xuống quảng trường, hiện ra thân ảnh ba người kỳ ma tử, Bạch Cốt Yêu Ma, Đồng Sư Yêu Ma. Những người đó đã đến đây, hình như còn phát sinh một trận tranh đấu. Hiện tại, bọn hắn đã chia ra ba đường, theo hướng ba trận nhãn rồi. Trong mắt Bạch Cốt Yêu Ma lóe lên hai đạo bạch quang, dò xét chung quanh nói: "Xem ra hết thảy đều không thoát khỏi ánh mắt của Bạch Cốt đạo hữu." Kỳ ma tử cười nói, chút tài mọn thôi, hiện tại những người đó đã chia ra ba đường, muốn tiêu diệt từng người trong cùng một đường dễ như trở bàn tay, chúng ta có nên động thủ không? Bạch cốt yêu ma bật cười một tiếng, lại nói, trước mắt không gấp, những người đó bây giờ hơn nửa tâm trí đang để ở việc đoạt bảo, có thể giúp chúng ta phá vỡ cấm chế trận nhãn, thả ba vị huynh đệ kia của các ngươi ra. Chúng ta cứ yên lặng theo dõi kỳ biến, cớ sao lại không làm? Kỳ ma tử lắc đầu nói ra, nói vậy cũng đúng, Bạch cốt yêu ma khẽ vuốt cằm, nếu bọn họ chia ra ba đường, chúng ta cũng chia ra hành động đi. Bên trong ba chỗ mắt trận này đều có trọng bảo, tuyệt đối không thể để cho những tên đó lấy được. Kỳ ma tử lại nói, bạch cốt yêu ma và đồng sư yêu ma nhớ lại uy năng của đại hoang cổ kiếm và túi nhỏ màu lam, trong lòng dùng mình, lập tức gật đầu, chia ra bay về phía càn thổ điện và một thần trùng. Kỳ ma tử nhìn bóng lưng hai người, khóe miệng lướt qua một tia cười nhạt, sau đó thân hình thoát một cái, biến mất tại chỗ. Hàn Lập bay dọc theo những nước thang tiến về phía trước, bay một hồi lâu, phát hiện đám người Lôi Ngọc Sách cũng không đuổi theo, sắc mặt nhẹ nhõm. Mặc dù hắn không sợ họ, nhưng đúng như lời Hồ Tam nói trước đấy, tình huống phía trước không rõ, hơn nữa bọn Lôi Ngọc Sách cũng không có ác ý với hắn, nếu không cần thiết, hắn cũng không muốn lúc này lại động thủ với họ. Hàn Lập dương mắt nhìn về phía trước, ánh mắt thoáng qua một tia nóng lòng, tốc độ lần nữa tăng nhanh hơn. Tuy hắn không muốn động thủ cùng nhóm Lôi Ngọc Sách, nhưng trí bảo đang trong trận nhãn phía trước hắn sẽ không bỏ qua còn như lôi ngọc sách nói cái gì hắc thiên ma thần hắn ngược lại cũng không để trong lòng lấy thần thông của hắn hôm nay chỉ cần không gặp trực diện tồn tại đạo tổ hắn tự nghĩ có mấy phần có thể tự vệ nói cho cùng lần này tiến vào trong tòa tháp này thu hoạch cũng không nhỏ đến lúc đó nếu thật sự có biến cố gì cùng lắm hắn lại phủi mông rời đi cho dù tạm thời không tìm được cách rời đi thì cứ tìm hướng trốn trước đã đối với kiện tuế nguyệt thần đang trấn trụ tháp này mặc dù hắn thèm muốn nhưng cũng không phải bằng mọi giá phải có được dẫu sao an toàn là quan trọng nhất cầu thang dài hơn dự kiến bay về phía trước một khắc đồng hồ vẫn không có dấu hiệu đến đích mà giữa không trung trước mặt lại bắt đầu hiện ra từng đoàn sương mù màu trắng theo gió phiêu lãng bay lượn xương trắng này cũng không phải sương mù bình thường bên trong ẩn chứa từng tia linh lực mặc dù không nguy hại gì nhưng đối mặt cũng gây nhiều trở ngại hàn lập khẽ nhíu mày giảm độn tốc mấy phần đồng thời lan thần thức ra dò xét động tính phụ cận lại tiến về trước một chút, ánh mắt hắn sáng lên, trên người kim quang nồng đậm, bay thẳng về phía trước. Cảnh sắc phía trước bỗng rộng rãi ra, trên vách núi lần nữa hiện ra một cái quảng trường, sương mù chung quanh cũng tan biến không còn dấu tích. Ánh mắt Hàn Lập đảo qua liền thấy cả quảng trường được tạo bởi đá núi lửa màu đen, phía trên răng đầy những lỗ thoát khí rất nhỏ bé, bên trong đang có từng tia khói không ngừng bốc lên. Phía sau quảng trường, một tòa đại điện đỏ rực nghiêm trang với mái hiên lớn, cửa son trụ đỏ, mái hiên như bay. Trên nóc nhà dùng ngói lưu ly li màu đỏ lập thành, phía trên tựa hồ che một tầng hơi nóng, khiến cho hư không có chút mơ hồ không rõ. Mặc dù cách quảng trường rộng mấy trăm trượng, Hàn Lập vẫn có thể cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt thiêu người, giống như sóng nước vậy, một đợt núi tiếp một đợt tỏa ra, không ngừng lan truyền ra bốn phương tám hướng. Lần này, hắn không ngay lập tức bước vào phạm vi quảng trường mà híp mắt lại, trong hai mắt lóe lên tử quang, dùng cửu u ma đồng quét về hướng quảng trường. Nhìn chốc lát, hắn cũng không phát hiện ra có gì khác thường cũng chưa cảm nhận được có gì tương tự với tòa đại điện màu xanh trước kia. Trong lòng hắn an tâm một chút, hạ dần xuống quảng trường màu đen. chương 1098, đơn độc xông vào. Hai chân hàn lập vừa mới đạp xuống quảng trường, lông mày không khỏi nhăn lại, dưới chân lập tức truyền đến một cảm giác nóng bỏng, tuy có pháp hoa cách trở vẫn cảm giác như chân trần dẫm lên than lửa. Bất quá đi thêm mấy bước, hắn phát hiện trừ điều đó ra lại không có dị trạng gì khác, rất nhanh đã thích ứng quảng trường rộng mấy trăm trượng rất nhanh đã đi đến cuối đường hàn lập nhấc chân bước lên thềm đá hỏa hồng trước đại điện ngửa đầu nhìn lên chỉ thấy trên cánh cửa cao lớn treo một tấm biển trên đó viết ba chữ triện lớn hỏa nguyên cung phía trên tấm biển còn lơ lửng một khối đồng bài hỏa diễm ở trong khắc rõ một đoàn phù văn hỏa diễm cổ quái hàn lập liếc nhìn thần sắc bỗng nhiên biến đổi vội lách qua một bên tựa hồ muốn tránh né cái gì đó ngay lúc đó chỉ thấy phù văn trên khối đồng bài hỏa diễm bỗng nhiên lóe lên quang mang một đạo hỏa tuyến xích hồng lớn bằng ngón cái bỗng nhiên từ trên đó bắn thẳng xuống, bắn đến mi tâm Hàn Lập. Mặc dù Hàn Lập đã phát hiện, nhưng vẫn không thể tránh kịp, bị hỏa tuyến kia đánh trúng vào trên mi tâm. Một trận phỏng đốt kịch liệt lập tức từ chỗ mi tâm chuyển đến, lấy sự cứng cỏi của làn da gân cốt Hàn Lập, vậy mà mi tâm trong nháy mắt ra chóc thịt bong, lộ ra bạch cốt bên trong. Ây, Hàn Lập cảm thấy chỗ chán bị thiêu đốt như muốn nứt ra, tựa như xương đầu bị thiêu đến hỏa tan ra. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Chỗ nghi tâm hắn bỗng nhiên sáng lên quang mang màu bạc, một ngọn lửa màu bạc từ đó nổi lên, chống đỡ với hỏa tuyến xích hồng kia. Tinh viêm hỏa điều vừa ra, Hàn Lập cảm thấy đau nhức kịch liệt trên trán giảm mạnh, da thịt bắt đầu nhanh chóng chữa trị. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên ngưng tụ, vừa rồi bị thiêu đốt tâm thần có chút bất ổn, lúc này mới một lần nữa ổn định lại. Tinh viêm hỏa điều theo đó phát ra một tiếng kêu to, ngân diễm tỏa ra bốn phía, như cánh sen nở rộ bay lên rồi hợp lại, đúng là thôn phệ ngược lại đạo hỏa tuyến kia thoáng cái lại nhào tới cánh cửa đại điện, nuốt sống hỏa diễm đồng bài kia. Bất quá mấy tức sau, hỏa diễm đồng bài kia bị ngọn lửa màu bạc đốt cháy nóng chảy ra, lực lượng hỏa diễm ẩn chứa trong đó bị tinh viêm hỏa điều thôn vệ hầu như không còn, thứ còn sót lại thì hóa thành một bãi dịch đồng, theo tấm biển chảy xuống dưới. Sau đó, tinh viêm hỏa điều bay ngược về, giống như là báo công, bay quanh Hàn Lập một vòng. Hàn Lập mỉm cười vẫy tay một cái, thu nó vào. Hắn đưa tay vuốt vuốt mi tâm của mình, làn da huyết nhục nơi đó đã chữa trị hoàn hảo, chỉ là ở giữa vẫn còn lưu lại một vết đỏ thấm lớn chừng ngón cái, vẫn chưa hoàn toàn tán đi. Ánh mắt của hắn lại quét qua cửa điện, đưa tay đẩy, hai phiến cửa điện xích hồng nặng nề chậm rãi mở vào bên trong. Hàn lập cất bước bước qua bậc cửa, một bước đi vào đại điện, ánh mắt quét nhìn bốn phía, chỉ thấy trong điện bầy biện thập phần đơn giản, hai bên có hai hàng giá gỗ dựa vào tường, phía trên đều đặt từng cái đèn hoa sen, bên trong mỗi đèn đốt một đoàn hỏa diễm như hạt đậu. Trong đại điện là một tòa tế đàn hình tròn, kiểu dáng không khác nhiều so với tòa tế đàn kim điện, chỉ là toàn thân nó màu xích hồng, tựa hồ dùng một loại tinh thạch màu đỏ nào đó xây thành, phía trên cũng có hai vật. Trên đỉnh tế đàn, bên trái cách không lơ lửng một viên châu màu trắng lớn chừng trái nhãn, phía trên không thấy bất luận phù văn gì, lại có một tầng ngọn lửa màu trắng gần như trong suốt bao phủ, truyền ra trận trận lực lượng hỏa thuộc tính pháp tác nồng đậm vô cùng. Ở một bên, như thường lệ treo lơ lửng một ngọn lửa màu vàng. Hàn lập quét mắt nhìn qua một cái, trong lòng hơi động một chút, đại ngũ hành huyễn thế quyết trong cơ thể vận chuyển, vung tay lên, phóng xuất ra thời gian linh vực bao phủ bốn phía vào. Trên thân hắn truyền ra trận trận ba động thời gian pháp tắc chi lực, hắn đưa tay về hướng ngọn lửa màu vàng xa xa trên tế đàn vẫy một cái. Ngọn lửa màu vàng tựa hồ cảm ứng được lực lượng pháp tắc cùng thuộc tính bên này tác động, hơi rung nhẹ một chút, nhưng cũng chỉ thế thôi, rất nhanh lại khôi phục nguyên trạng, không cử động chút nào. Hàn lập thấy thế, tự díu cười một tiếng, xem ra không phá giải pháp trận tế đàn này thì đừng mong lấy được thứ gì. hắn thu hồi linh vực và thần thông, tự lẩm bẩm. nói xong, hắn đi quanh tế đàn một vòng, cẩn thận tra xét. sau một lát, hàn lập trao mày dừng bước, một tay sờ lên cầm, rơi vào trầm tư. chỉ là rất nhanh, hắn tựa hồ đã quyết định, lật tay một cái, lấy ra từng trận kỳ và trận bản bố trí quanh tế đàn. không bao lâu, một tòa pháp trận hình bát giác đã xuất hiện quanh tế đàn lông mày hàn lập nhíu chặt, cẩn thận tra xét pháp trận, cảm thấy không có sơ hở, sau đó mới bấm pháp quyết, bắt đầu thôi động tòa pháp trận này. Nương theo một trận thanh âm ông minh vang lên, tất cả trận kỳ và trận bàn trên mặt đất đều tỏa ra ánh sáng, trên pháp trận bát giác bắn ra kim quang sán lạn, giữa chúng kết nối lại tạo thành một tầng ánh sáng màu vàng, như một bức tường thành bát giác màu vàng bao quanh tế đàn vào trong đó. Pháp trận vừa mới vận chuyển, tế đàn lập tức chấn động kịch liệt, hỏa châu màu trắng lơ lửng ở trên đó lập tức lóe lên quang mang, mạnh mẽ bốc lên hỏa diễm gần như trong suốt, từng tia từng sợi thẩm thấu ra, chảy vào tế đàn phía dưới. Trên tế đàn lập tức có vô số phù văn hỏa diễm sáng lên, vang lên tiếng gào thét, một mảnh hỏa diễm xích hồng từ đó tuôn trào ra, cuốn tới phía Hàn Lập. Nhưng hỏa diễm vừa khởi động, liền bị tường thành màu vàng ngăn lại trong đó, sóng nóng cuồn cuộn không cách nào đột phá, chỉ có thể kịch liệt bay lên, như một cây hỏa trụ to lớn nối thẳng lên đỉnh chóp đại điện, ầm một tiếng, đem đỉnh đại điện tốc lên. Hàn Lập nhìn khe hở khổng lồ xuất hiện trên đỉnh đầu, ánh mắt hơi lóe lên, nhưng trong lòng đã định. Chỉ cần thông qua pháp trận hắn bố trí, ngăn cản lực lượng tế đàn từ bốn phía, đợi nó hướng lên hư không tiêu hao một lúc, tự nhiên uy năng sẽ yếu đi rất nhiều, đến lúc đó hắn lại vào trận đoạt bảo, không có gì đáng ngại. Nhưng ngay lúc này, dị biến phát sinh, chỉ thấy hai bên vách tường đại điện, tựa hồ dưới hỏa diễm thiêu đốt cũng biến thành đỏ rực, trên đó hiện ra từng vòng từng vòng phù văn hỏa diễm kỳ lạ phía trên truyền đến trận trận ba động khí tức cổ quái. Nguy rồi, cấm chế nơi đây không chỉ ở trên tế đàn. Hàn lập thấy thế, lông mày nhíu lại, cả kinh kêu lên. Hắn vừa dứt lời, bên trong từng vòng từng vòng phù văn lóe lên xích quang, mỗi bên có một cái đầu lâu giữ tợn ló ra, đầu mọc sừng hươu, khuôn mặt như trâu, sau lưng lại kéo theo một thân thể dài như mãng xà. Chỉ thấy hai con quái vật cùng xông ra, vừa lúc bay vụt qua hai hàng giá gỗ, hỏa diễm hoa sen trong ngọn đèn trên giá gỗ bỗng nhao nhao bay vụt lên, bám vào trên thân bọn chúng. Âm một tiếng dị hưởng, trên thân hai con đầu châu thân mãng xà lập tức dâng lên hỏa diễm nóng rực, tựa như hóa thành hai con hỏa dao không móng vuốt, dương miệng to như chậu máu, lao đến Hàn Lập. Hàn Lập thấy thế, thân hình vội tránh né, khó khăn lắm xuyên qua tránh thoát giữa hai con hỏa mãng đầu châu. Hai con hỏa mãng thấy một kích không trúng, từ hai bên khẽ quấn lại, thân thể khoanh tròn, vây Hàn Lập vào giữa. Hàn Lập cười khổ một tiếng, vừa rồi hắn mới xây lên bức tường cao xung quanh tế đàn, lúc này hai đầu hỏa diễm mãng xà cũng bắt trước hắn xây lên tường cao quanh hắn. Chỉ thấy hai cái đầu hỏa mãng ngẩng lên cao, hai đôi mắt ngưng tụ hỏa diễm nhìn chằm chằm vào Hàn Lập, vốn ban đầu trong mắt không có bất luận thần thái gì, vậy mà giờ lại có chút băng lãnh. Rào, trong miệng hai mãng xà đồng thời truyền ra tiếng rít to lớn, miệng máu há to tuôn ra cuồn cuộn hỏa diễm mãnh liệt xích diếm cuồn cuộn phun tới, trong nháy mắt cả người Hàn Lập bị nuốt hết vào. Mặt đất vô cùng cứng rắn dưới chân cũng không chịu nổi nhiệt độ cực cao này nung cháy, trực tiếp nước toát ra vô số vết rách như mạng nhiệt. Ngay sau đó, ầm một tiếng trực tiếp vỡ vụn ra. Mặt đất bỗng nhiên sụp xuống, nham thạch dưới chân trong nháy mắt đều hóa thành nham tương xích hồng, cuồn cuộn phun trào lên như bọt nước vẩy ra. Hàn Lập trên đó đứng không vững, toàn thân trên dưới được bao phủ một màn sáng màu vàng, nỗ lực khống chế thân thể không bị rơi vào trong đó. Hỏa diễm khắp bốn phía, hắn tựa như bị thả vào trong lò đan luyện hóa, cơ hồ có cảm giác ngạt thở. Tinh thần Hàn Lập ngưng tụ, chịu đựng hỏa diễm thiêu đốt, thiên sát chấn ngục công thể nội yên lặng vận chuyển, hai tay biến thành trường, thân hình bỗng nhiên xoay một cái, vung trưởng đánh ra chung quanh. Chỉ thấy thân hình hắn xoay không ngừng, hai tay cũng huy trưởng liên tục, chỗ trưởng phong đánh ra liền có một mảnh tinh thần chi lực bộc phát ra, bức hỏa diễm bốn phía lui lại ba phần. Theo thân hình hắn xoay càng nhanh, trưởng kích phung ra như thủy triều liên nguyên không ngừng, một trưởng chưa ngừng thì một trưởng khác lại đến, trưởng trưởng chồng lên nhau, uy lực càng thêm cường thịnh. Phạm vi trưởng kích chồng lên nhau thập phần có hạn, ly thể chỉ mấy trường, cũng không khuếch trương ra quá nhiều. Uy lực trưởng kích chưa kịp khuếch tán ra, ngược lại bị hỏa diễm chung quanh áp chế ở trung tâm, lại dần dần ngưng tụ thành một bức tường hình tròn chân không bao phủ quanh Hàn Lập. Lúc này, Hàn Lập âm thầm nghịch chuyển chân ngôn bảo luân trong cơ thể thân hình trong nháy mắt trở nên mơ hồ, vung trưởng đánh ra tầng tầng lớp lớp, càng lúc càng dày đặc. Rốt cuộc, tầng màn tường bao phủ bốn phía Hàn Lập kia bị kiềm chế tới cực điểm, rốt cuộc bạo phát ra. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, màn tường chân không bỗng nhiên nổ tung ra, hàng ngàn hàng vạn trưởng ấn chẳng chịt, cuốn theo tinh thần chi lực trùng kích về bốn phương tám hướng. Trên mặt đất bỗng nhiên dâng lên một cơn gió lốc vòi rồng, tất cả nham tương bị cuốn vào, hóa thành một dòng lũ tuôn ra cuồn cuộn, cuộn khí thể cực kỳ nóng bỏng trên đó cũng theo đó cuốn vào trong gió lốc, xé rách hỏa diễm mãng xà bao quanh bốn phía. Đầu tiên cái miệng mãnh xà phun hỏa diễm đỏ thấm trong nháy mắt bị xé rách ra, tiếp theo cả thân hình chúng bị cuốn vào trong đó, dưới trưởng ấn đánh ra, đứt thành từng khúc, hóa thành một vòng xoáy hỏa diễm to lớn. Thân hình Hàn Lập từ đó bay vụt ra, Tả Hữu đánh ra một quyền. Lại một trận tiếng vang ầm ầm, trên vách tường hai bên đại điện trực tiếp phá vỡ hai lỗ thủng to lớn, hỏa diễm phù văn trên đó triệt để bị phá hư, ngay cả hai hàng giá gỗ để đặt đèn hoa sen cũng bị hủy hoại. Hắn vừa mới thoát thân, thoáng ổn định tâm thần một chút, mắt thấy hỏa diễm trên tế đàn mặc dù còn bốc lên, nhưng so với ban đầu đã yếu hơn ba phần, hiển nhiên là pháp trận hắn bố trí đã có tác dụng. chương 1099, đánh lén, chậm chế tất sinh biến, không biết sau này còn phát sinh sự tình gì, không bằng mạo hiểm thử một lần. Hàn lập nghĩ ngợi trong chốc lát rồi quyết định không chờ đợi nữa, lập tức giành lấy viên hỏa châu màu trắng kia hắn giơ tay lên vẫy nhẹ một cái, lập tức trong lòng bàn tay hiện ra một ngọn lửa màu bạc hình dáng như một tiểu hài tử, chính là tinh viêm hỏa điều. Đứa nhỏ này tâm thần tương thông với Hàn Lập, không cần nói đã hiểu rõ ý định của Hàn Lập, trên người nó lóe lên ánh bạc, lập tức biến thành một ngọn lửa màu bạc cực lớn, bao phủ cả thân thể Hàn Lập. Hàn Lập cảm thụ một chút tầng hỏa diễm ngoại y trên người, sau đó nâng cánh tay phải lên, nhìn thoáng qua. Giờ phút này, bên ngoài cánh tay phải của hắn được một tầng hỏa diễm bao phủ, Tuy nhiên khác với các nơi khác trên cơ thể, tầng hỏa diễm này có bảy màu, chính là hỏa diễm chi lực do luyện hóa toàn bộ thất thải hỏa đan sa biến thành, tập trung vào nơi đây. Sau khi đã chuẩn bị sẵn sàng, thân hình Hàn Lập nhoáng lên một cái, cả người cuồn cuộn ngân diễm xông vào trong tế đàn. Hắn vừa mới đi vào tế đàn, uy lực xích diễm tưởng như đã yếu đi ba phần giờ phút này đột nhiên tăng vọt, so với vừa rồi lại cường đại thêm vài phần. Hàn Lập cảm thấy cả người bị thiêu đốt cảm giác nóng bỏng không thể chịu nổi từ khắp nơi trên cơ thể truyền đến. Đừng nói là làn da và máu thịt, ngay cả gân cốt kinh mạch cũng đều như bị treo ngay trên đống lửa. Cùng lúc đó, trong thức hải của hắn tựa hồ cũng tràn ngập hỏa diễm, khiến cho thần hồn của hắn bị hành hạ. Trong lúc hoảng hốt, Hàn Lập cảm thấy trong mũi mình dường như có thể ngửi thấy mùi từng thớ thịt sống bị thiêu cháy. Hắn vội vàng thu lại tâm thần, toàn lực vận chuyển luyện thần thuật và thiên sát chấn ngục công, để thăng thần thức và nhục thân tới trạng thái tốt nhất lúc này mới cảm thấy trạng thái khó chịu vừa rồi giảm đi mấy phần. Lúc này, tinh viêm hỏa điều trên người hắn cũng bắt đầu toàn lực vận chuyển thần thông, dù cảm thấy khó mà nhịn được thôn vệ những đoàn hỏa diễm này, nhưng vẫn dùng lực lượng hỏa diễm của nó đẩy lùi những thứ hỏa diễm gây ra trí mạng cho Hàn Lập. Dù vậy, tình hình Hàn Lập giờ phút này cũng không khá hơn là mấy. Hỏa châu màu trắng và ngọn lửa màu vàng kia đều nằm tại trung tâm tế đàn, nơi đó cũng là chỗ hỏa diễm nóng nhất. Hàn Lập ở mép ngoài này đã thấy bị thiêu đốt khó có thể chịu nổi rồi, huống chi còn muốn thâm nhập vào nơi đó. Chỉ thấy hắn trao mày, hai hàm răng cắn chặt, sắc mặt thống khổ, mồ hôi toàn thân không ngừng bị bốc hơi lên biến thành từng làn hơi nước màu trắng, phát ra từng đợt âm thanh xì xì. Thân hình hắn từng bước đi sâu vào trong, giờ cánh tay lên duỗi ra, năm ngón tay biến thành chảo chụp xuống chính giữa viên hỏa châu màu trắng. Đúng lúc này, cửa chính bên ngoài cung điện bỗng nhiên nổi lên một trận gió, một bóng người nhanh chóng tiến vào. Hàn Lập phân tâm dò xét một chút, lông mày không khỏi nhíu lại, người tới không phải ai khác chính là Hùng Sơn. Hùng Sơn, Hàn Lập giờ phút này không cách nào mở miệng, đành phải truyền âm quát lên. Hàn Đạo Hữu chưa có để ý, ta chỉ đến tham gia náo nhiệt, đứng xem mà thôi, sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn. Hùng Sơn nghe vậy, vội vàng vẫy tay, lớn tiếng giải thích. Chỉ là đến xem thì không sao, hãy nhớ lời nói trước kia, đừng làm chuyện dư thừa. Hàn lập giờ phút này không rảnh rỗi phân tâm, chỉ cảnh cáo một câu, sau đó không nói gì nữa. Chỉ cần Hùng Sơn dám có hành động khác thường, hắn nắm chắc có thể trong hai ba hơi thở giết chết gã. Hùng Sơn không nói gì, thành thành thật thật đứng trước cửa đại điện, không tiến về phía trước một bước. Xích diễm trong tế đàn có nhiệt độ cực cao, cánh tay phải hàn lập tuy có hỏa diễm bảy màu bảo hộ, nhưng vẫn bị thiêu đốt đến nỗi trao mày, gân xanh trên trán nổi lên từng đường. Lúc bàn tay hắn tới gần viên hỏa châu màu trắng kia, chính giữa hỏa châu đột nhiên lại có một cái bóng trắng hiện lên, hoạt nhìn như là một đạo phù, lại như một ngọn lửa có linh tính. Sau khi nó hiện lên, trên hỏa châu màu trắng lập tức phun trào bạch diễm, ngưng tụ xung quanh hỏa châu tạo thành một lớp màn sáng trắng, ngăn cản bàn tay của Hàn Lập ở bên ngoài. Lòng bàn tay Hàn Lập đặt lên trên màn sáng, lập tức bị một cỗ lực lượng kỳ dị bao phủ, hỏa diễm hai bên như là dao hỏa chống chọi lẫn nhau, khiến cho hắn lâm vào tình cảnh lúng túng tiến không được, lùi cũng không xong. Ngay khi hắn định vận dụng chân linh huyết mạch, lấy ngoại lực cưỡng ép phá vỡ lớp màn sáng trắng này thì đột nhiên phát sinh dị biến. Chỉ thấy Hùng Sơn đứng ngay cửa điện, bỗng nhiên biến sắc, mãnh liệt đưa tay vung về phía trước. Vèo một tiếng phá không vang lên, một lệnh bài màu bạc từ trong tay gã nhanh chóng bắn ra, trong nháy mắt bay đến bên ngoài tế đàn, mặt ngoài chạm khắc phù văn sáng rõ, vô số sợi tơ màu bạc từ trong phun ra, đồng thời bên trong truyền ra từng trận ba động không gian vô cùng cường đại. Mặc dù Hàn Lập đã nhận ra biến hóa sau lưng, nhưng giờ phút này muốn thoát thân trở về lại không dễ hắn đành phải cưỡng ép tách rời tinh viêm hỏa điểu trên người ra lấy nhục thân ngạnh kháng hỏa diễm trên tế đàn mới thoát khỏi màn sáng trắng kia hỏa diễm bốn phía rừng rực cuốn tới hàn lập cảm thấy lục phủ ngũ tạng đều như bị cháy rụi chỉ có thể dựa vào thân thể mạnh mẽ gượng chống đỡ một lần này đột nhiên hắn quay người muốn bay ra ngoài tế đàn nhưng mà hắn mới vừa vặn xoay người liền nhìn thấy trong màn ánh sáng màu bạc kia có một bóng người đỏ như lửa tựa như xé rách hư không không biết từ chỗ nào vượt giới mà đến người kia nâng lên một trường hợp ngón tay lại như đao đâm tới ngực hắn người kia lộ mặt nhe răng cười không phải ai khác chính là kỳ ma tử thân sắc hàn lập bỗng nhiên biến đổi vội vàng nghịch chuyển chân luân trong cơ thể thân hình mơ hồ một cái muốn từ đó rời đi nhưng lại có ngay một ngọn đuốc hừng ngực lửa vàng lặng lẽ hiện ra trước người hắn ngưng kết cả người hắn ngay tại chỗ kỳ ma tử không chút do so dự thân hình đột nhiên lắc mạnh đâm ra một trường xuyên thẳng qua ngực hàn lập mắt thấy như vậy, gã vẫn không bỏ qua, cánh tay bỗng nhiên xoay mạnh, khuấy nát toàn bộ lồng ngực Hàn Lập. Sau đó gã mới rút bàn tay ra, nắm lấy cổ Hàn Lập. Tiểu tạp trùng, lần này ngươi không chạy được rồi. Kỳ ma tử cười gần một tiếng, quát lớn. Mấy lần giao thủ trước đó gã không thể chiếm được tiện nghi, khiến cho gã hận thù Hàn Lập vô cùng sâu sắc. Giờ phút này rốt cuộc đã bắt được Hàn Lập trong tay, trong lòng vui sướng không thôi. Lồng ngực Hàn Lập mở ra một lỗ thủng lớn, tinh khí cả người như bị rút cạn, thân thể co quắp bị kỳ ma tử sách trong tay, thần quang trong mắt rất nhanh đã phai nhạt đi. Kỳ ma tử thấy thế, trong mắt hiện lên một tia nghi hoặc, đang định một tay đập nát đỉnh đầu hàn lập, đem Nguyên Anh chạy ra thì bắt lại nhưng bỗng nhiên thần sắc gã biến đổi. Chỉ thấy thân thể hàn lập trên tay gã bỗng nhiên hiện ra một tầng bạch quang, quần áo trong nháy mắt mục nát thành cho tàn, thân thể cũng nhanh chóng biến thành một khôi lỗi màu trắng. Khôi lỗi kia toàn thân dùng xương thú màu trắng chế tạo thành, trên thân dán rất nhiều loại phù lục huyền diệu, đúng là khôi lỗi thế thân mà Hàn Lập lấy được từ Đông Phương Bạch. Khôi lỗi thế thân, kỳ ma tử cũng lập tức nhận ra vật này, vừa dứt lời, hư không sau lưng gã bỗng nhiên hiện thân ảnh Hàn Lập. Bên ngoài cơ thể hắn hiện ra năm kiện bảo vật thời gian pháp tắc cùng một bộ bao gồm cả chân môn bảo luân, chống lại kim sắc hỏa bả của kỳ ma tử. Chỉ thấy chỗ nghi tâm hắn lóe lên hào quang, một thanh tiểu kiếm trong suốt bỗng nhiên bắn ra rồi mơ hồ biến mất không thấy. Không chờ kỳ ma tử có động tác gì, thần niệm chi kiếm đã đâm vào mi tâm của gã, lóe lên chui vào trong thức hải, ở bên trong lập tức như có sông cuộn biển gầm. Thần thức kỳ ma tử bị nhiễu, lập tức trong lòng đại loạn. Hàn lập một bước vươn tới, trong cơ thể nhanh chóng vận chuyển thiên sát chấn ngục công, nâng lên một quyền, đột nhiên đập thẳng vào ngực gã, đánh cho gã phun ra cả tiên huyết, bay thẳng vào giữa tế đàn. Việc này nói ra thì rất dài dòng, nhưng thực tế mọi chuyện phát sinh chỉ trong chớp mắt khi hùng sơn muốn ra tay giúp đỡ thì kỳ ma tử đã rơi vào bên trong tế đàn trong nháy mắt bị hỏa diễm ở giữa tế đàn bao phủ thiêu đốt gã ở chính giữa không trung hàn lập cũng không truy sát theo mắt thấy hỏa diễm bên trong tế đàn bị kỳ ma tử làm cho hỗn loạn liền lách mình tiến vào bên trong tế đàn tinh viêm hỏa điểu vốn đang phân cao thấp với hỏa diễm bên trong tế đàn lập tức nhào tới hàn lập một tầng hỏa diễm ngoại y nữa bao phủ toàn thân hắn hàn lập toàn lực vận chuyển thiên sát chấn ngục công đồng thời kích phát chân linh huyết mạch thân hình lập tức tăng vọt, hóa thành hình tượng ma thần ba đầu sáu tay. Tay phải của hắn biến thành móng vuốt của chân long, bên trên thủ chảo bao phủ một tầng hỏa diễm bảy màu, bỗng nhiên xuất ra một chảo. Đầu móng vuốt đâm thủng màn sáng bao phủ bên ngoài viên hỏa châu màu trắng kia, một phát bắt lấy viên châu giật về. Chỉ nghe ầm một tiếng vang thật lớn, hỏa châu màu trắng rời khỏi tế đàn, toàn bộ đại trận trên tế đàn lập tức không cách nào duy trì, hỏa diễm đang phun ra cũng nhanh chóng bắt đầu thu hẹp lại a à, một tiếng hét to phẫn nộ từ trên cao truyền đến sắc mặt kỳ ma tử đầy vẻ phẫn nộ từ trên rơi thẳng xuống bay tới trước mặt hàn lập trong nháy mắt hàn lập rút khỏi khỏi tế đàn bên ngoài cơ thể được bao phủ một vòng tròn lôi điện màu bạc ngừng tụ thành một tòa lôi trận màu bạc theo âm thanh xét đé nhầm ầm vang lên trong nháy mắt hắn biến mất không thấy bóng dáng kỳ ma tử hụt hẫng thân hình gã nặng nề rơi xuống mặt đất khiến cho toàn bộ tế đàn rung động kịch liệt bên trên hiện ra từng vết nứt như mạng nhện nhìn mà giật mình gã chậm rãi từ mặt đất đứng lên tay áo rộng thùng thình rủ xuống bên người bàn tay nắm chặt đến mức phát ra tiếng kêu kèn kẹt hùng sơn đứng bên cạnh do dự hồi lâu mới dám tiến lên ôm quyền thi lễ dè dặt nói thuộc hạ vô năng không thể phân biệt thật giả xin đại nhân trách phạt kỳ ma tử nghe vậy thần sắc biến đổi liên tục sau khi im lặng hồi lâu buồn bã thở dài không phải lỗi của ngươi loại khôi lỗi thế thân này được chế tạo ở bên trong bách tạo sơn trong đó huyền diệu phi thường chính ta cũng khó có thể phân biệt chỉ trách tên hàn lập quá mức giảo hoạt có lẽ từ khi ngươi bắt đầu ở bên cạnh hắn đã phòng bị chiêu này rồi sau khi thở dài kỳ ma tử nói cũng là ta khinh thường đã chết trên tay hắn một lần vẫn không thể tiến bộ hùng sơn than thở không biết là thật hay là giả so với lần giao thủ trước kia hắn tựa hồ lại mạnh hơn rất nhiều đối thủ như vậy thật sự có chút đáng sợ kỳ ma tử lông mày nhíu lại chậm rãi nói ra chỉ là lúc nói chuyện Ánh mắt của gã có chút phiêu hốt, không biết là nói cho Hùng Sơn nghe hay là tự nói với bản thân. Dứt lời, sắc mặt gã ngưng tụ, xoa nhẹ mi tâm vẫn hơi đau nhức, lại sinh ra mấy phần cảm giác mệt mỏi. Ngay sau đó, ánh mắt của gã đảo một cái, nhìn vào ngọn lửa màu vàng còn sót lại trên tế đàn, sắc mặt lúc này mới giãn ra một chút, nói: "Mà thôi, thời gian cấp bách, hay là trước hết thả những vật kia ra đi." Chương 1100, âm thầm hành động. Dứt lời, hai tay kỳ ma tử kết một cái pháp quyết lực lượng thời gian pháp tắc trong cơ thể bắt đầu tuôn ra hóa thành một đại thủ màu vàng chảo về phía tế đàn một cái, ngọn lửa màu vàng lập tức bị hút vào tay gã. Đúng là đồ tốt, kỳ ma tử cảm nhận lực lượng thời gian pháp tắc ẩn chứa trong ngọn lửa màu vàng, trong lòng gã trở nên vui vẻ, hai tay hợp lại nắm chặt lấy ngọn lửa thu vào. Sau khi ngọn lửa màu vàng bay đi, tế đàn vốn đã chia năm xẻ 7 giờ đây chống đỡ không nổi nữa, toàn bộ đổ sụp xuống. Một cái động lớn đen kịt cuồn cuộn ma khí cũng theo đó mà hiện ra trên mặt đất hơn 10 con yêu ma giữ tợn hình dạng khác nhau từ trong đó lao ra, sau khi lên tới mặt đất trong miệng chúng không ngừng gào rít. Dẫn đầu là một con yêu ma thân hình giống như nhân tộc cao chừng 10 trượng, trên đầu mọc ra sừng cong thật lớn, khuôn mặt cổ quái như sơn dương, sau lưng mọc lên đôi cánh thịt màu trắng, trong khi đó hai cánh tay thì đỏ như máu lại mọc ra xương nhọn, nhìn thực sự có chút chướng mắt. Huyết thủ yêu ma nhìn hai người kỳ ma tử, dường như nhận ra khí thức cường đại trên người kỳ ma tử nên trong mắt nó hiện lên vẻ do dự. Tuy nhiên sự phẫn nộ và khát máu của nó đã bị kiềm chế quá lâu, làm cho nó đưa ra quyết định rất nhanh. Các ngươi bị đè nén quá lâu rồi, hãy xé xác hai tên ra hỏa trướng mắt này làm thức ăn cho ngày trở lại tự do của chúng ta. Huyết thủ yêu ma cười lạnh một tiếng quát lớn, âm thanh phát ra khàn khàn rất khó nghe, Hùng Sơn không nhịn được cho mày, xoa nhẹ lỗ tai. Đám yêu ma nghe thấy vậy lập tức vui sướng, nhao nhao hú lên, như ong vỡ tổ lao về phía hai người kỳ ma tử. Kỳ ma tử thấy thế, hơi nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ chán ghét gã lập tức giơ tay bắn ra một ngọn lửa màu vàng hóa thành một màn lửa chắn trên không trung vài con yêu ma nhanh chân lao lên đầu tiên không né tránh kịp đâm thẳng vào màn sáng ngay sau đó chúng lập tức phát ra một tràng âm thanh kêu la thảm thiết đám yêu ma như bị rút khô lực lượng sinh mệnh thân hình nhanh chóng khô quắt lại biến thành một mảnh cho tàn rơi lả tả những con yêu ma còn lại thấy thế nhao nhao kinh hãi nhanh chóng lùi lại huyết thủ yêu ma thấy thế nổi giận đột nhiên thò một bàn tay ra trong lòng bàn tay nổi lên huyết quang mãnh liệt lập tức biến lớn lên trong nháy mắt bàn tay kia đã lớn đến mấy ngàn trượng giống như một đám mây đen che kín bầu trời từ từ đè xuống trong lòng bàn tay tỏa ra mùi huyết tinh mãnh liệt hung sát chi lực tăng vọt phần đông yêu ma ở dưới lòng bàn tay này đột nhiên hai mắt bọn chúng chuyển thành màu đỏ khí tức trên người chúng tăng vọt tạm thời quên đi sợ hãi lần nữa lao tới hai người hùng sơn đứng sau lưng kỳ ma tử cách huyết trưởng một đoạn khá xa giờ phút này gã cảm thấy tim đập nhanh hơn rất nhiều, trong thức hải liên tục xuất hiện hình ảnh núi thây biển máu, trong lòng bắt đầu nảy sinh một cỗ khí thức hung lệ như có như không. Bảo vệ thức hải, kỳ ma tử hét to một tiếng, Hùng Sơn nghe thấy như bị sét đánh, lập tức tỉnh táo trở lại. Gã vội vàng kết một cái pháp quyết, thu liếm thần thức, bảo vệ chặt chẽ thức hải. Sau khi kỳ ma tử nhắc nhở một câu, rồi không để ý đến nữa, thân hình y giải bước về phía trước, giơ tay đánh một trưởng lên không trung bàn tay y tuôn ra kim quang như mây biển cuồn cuộn vội vã dâng trào lao tới đụng vào huyết trưởng phát ra một tiếng nổ rung trời thân hình huyết thủ yêu ma rung mạnh bàn tay nhanh chóng thu nhỏ quay trở về huyết thủ ta không phải địch nhân của ngươi không nên ra tay nữa nếu không ta sẽ không nhịn mà giết sạch các ngươi kỳ ma tử cho mày trong miệng hét to một tiếng ngươi nhận ra ta ư ngươi rốt cuộc là ai huyết thủ yêu ma nghe vậy vẻ mặt biến đổi trong mắt có chút kiêm kỵ cả kinh nói. Ngươi xem đây là vật gì? Kỳ ma tử không trả lời, thuận tay ném ra một cái bọc. Huyết thủ yêu ma ánh mắt ngưng tụ, giơ tay lên vẫy nhẹ, thu vật kia vào tay. Gã nhìn qua, phát hiện ra đó là một cốt bài trắng như tuyết có hình dạng như bàn tay, phía trên khắc một đồ án ác quỷ dữ tợn. Đây là thủ cốt yêu bài của nhị ca. Đôi mắt huyết thủ yêu ma hơi nhíu lại, chậm rãi nói. Hắn và đồng sư đã thoát thân, mà chuyến này ta tới đây chính là muốn cứu ngươi thoát khỏi đây kỳ ma tử nói tiếp ngươi vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta người rốt cuộc là ai huyết thủ yêu ma nhíu mày hỏi người thông minh không hỏi nhiều như vậy bọn họ còn đang chờ ngươi kỳ ma tử hừ lạnh một tiếng dứt lời y quay sang nói với hùng sơn một tiếng thân hình hai người thoáng cái mơ hồ biến mất tại chỗ huyết thủ yêu ma nhìn thủ cốt yêu bài trên tay ánh mắt hơi trầm xuống im lặng suy nghĩ nhưng chỉ trong chốc lát gã hô một tiếng mang theo tất cả yêu ma phóng lên trời bay vút về phía xa một lúc sau quảng trường đổ nát đến mức không chịu nổi hoàn toàn yên tĩnh trở lại một bóng người mới từ xa khoan thai chậm rãi đi đến lại chính là văn trọng gã nhìn thoáng qua đại điện hỏa nguyên cung bừa bộn đất đá tế đàn cũng đã bị hủy hoại đến mức không chịu nổi sắc mặt khó coi mắng vài câu sau đó bắt đầu tiến hành chữa trị tế đàn sau khi rời khỏi hỏa nguyên cung hàn lập tiếp tục bay đi một lúc lâu sau vẫn chưa thấy đám người kỳ ma tử đuổi theo hắn liền bay chậm lại lật tay lấy ra viên châu màu trắng kia hiện tại ngọn lửa mặt ngoài đã tan biến hết viên châu tỏa ra ánh sáng màu trắng mờ mờ không còn cảnh tượng hỏa lực ngập trời như lúc trước hắn thấy cảnh này chẳng những không sợ hãi mà trên mặt lại hiện ra nét vui vẻ tiên khí bình thường dù chưa thúc giục cũng sẽ kích động linh lực khuếch tán ra lực lượng pháp tắc viên hỏa châu màu trắng sở dĩ biểu hiện như thế chính là vì toàn bộ lực lượng pháp tắc hỏa thuộc tính đều thu vào trong nếu không thúc giục sẽ không hiển lộ ra bên ngoài chút nào chỉ có thực sự thi pháp thúc giục mới thể hiện ra uy năng Tiên khí càng như vậy, phẩm chất càng cao, uy lực đương nhiên càng đáng mong đợi. Lại nói, hiện giờ hắn mang trên người rất nhiều tiên khí, nhưng chỉ có trường thiên bình và cái mâm tròn màu vàng kia đạt đến cảnh giới này. Hàn lập lặng yên vận công, ổn định tâm thần, há mồm phun ra một đoàn ánh sáng màu xanh dung nhập vào trong hỏa châu màu trắng. Đồng thời trong tay bấm niệm pháp quyết, bắn từng đạo pháp quyết vào trong viên châu. Một âm thanh bụp khẽ vang lên, trên viên châu hiện ra một ngọn lửa màu trắng nhảy nhót không ngừng một luồng nhiệt cao đáng sợ theo đó xuất hiện, hư không xung quanh 10 trượng bị thiêu đốt rung động không ngừng, hư không bên cạnh Hỏa Châu hiện ra vô số đường vân vặn vẹo màu đen. Nhiệt độ cực nóng xen lẫn ba động hỏa pháp tác vô cùng cường đại ù ù khuếch tán ra. Chỉ trong nháy mắt, toàn bộ xương mù trắng trong phạm vi hơn 10 dặm lập tức bốc hơi biến mất vô tung. Trước khi Hàn Lập thúc dục Hỏa Châu đã có phòng bị, kim quang trên người đại thịnh, lực lượng thời gian pháp tác lập tức bao trùm toàn thân, ngăn cách hỏa chi pháp tác ở bên ngoài không có lẫn lực lượng hỏa chi pháp tác ở bên trong nên nhiệt độ cao đáng sợ do hỏa châu phát ra không thể gây tổn thương quá lớn cho hắn. Hắn âm thầm vận thiên sát chấn ngục công ngăn cản luồng khí nóng này. Đúng lúc này, một tiếng kêu to thanh thúy vang lên. Một tia sáng trắng bắn ra từ trong tay áo hàn lập, chính là tinh viêm hỏa điểu bay ra đứng trên vai hắn. Đôi mắt hỏa điểu gắt gao nhìn chầm chầm vào hỏa châu màu trắng, lộ ra vẻ tham lam. Tinh viêm hỏa điểu vừa bay ra, lập tức hút vào hơn nửa luồng khí nóng đang cuộn trào mãnh liệt trong lòng Hàn lập buông lỏng trong tay bấm niệm pháp quyết nhanh hơn dần dần sinh ra một chút liên hệ tâm thần với hỏa châu ngọn lửa màu trắng bao quanh hỏa châu càng sáng lên nhanh trong lòng hắn mừng thầm pháp quyết trong tay chỉ ra một cái hỏa diễm trên hỏa châu màu sáng mãnh liệt sáng ngời một ngọn lửa dài màu trắng từ trong hỏa châu bắn ra nhẹ nhàng quấn lên một ngọn cô phong nhô ra bên cạnh ngọn cô phong này cao chừng hai ba trăm đường kính chừng ba mươi năm mươi khắp nơi hiện ra màu cổ đồng Tản mát ra một cỗ dao động nguyên khí kim thuộc tính hùng hậu. Thiên địa nguyên khí tầng thứ 7 Tuế Nguyệt Tháp vô cùng nồng đậm, đã được thai ngén vô số năm, trên ngọn núi khổng lồ tựa như cái cột trống trời này có rất nhiều cây cối thực vật phổ thông, hiện tại cũng đã trở thành linh tài thượng hạng, một vài cột đá cũng biến thành khoáng thạch thượng hạng. Ngọn cô phong này cũng vậy, toàn bộ đã biến thành một khối khoáng thạch kim thuộc tính cực lớn, nhìn qua dường như là huyền đồng thạch. Mặc dù phẩm chất khoáng thạch này không đủ để luyện chế tiên khí, nhưng mạnh ở tính cứng rắn bền bỉ được rất nhiều người dùng để xây dựng thành lũy, mật thất, có thể tồn tại hơn 10 vạn năm. Ngọn lửa trắng chạm vào ngọn cô phong màu đồng cổ, lặng lẽ xuyên qua mà không bị cản trở chút nào. Một nửa ngọn cô phong trên ngọn núi nghiêng một cái, lập tức ầm ầm rơi xuống, đụng mạnh vào vách núi phía dưới, phát ra một loạt âm thanh như lôi đình nổ mạnh. Mà chỗ vết cắt trên ngọn cô phong trơn nhẵn như gương, giống như bị một loại thần binh lợi khí nào đó cắt gọt. Hàn Lập thấy vậy, sắc mặt lần nữa vui mừng, nhưng ngay lập tức lắc đầu thở dài. Uy lư xê hỏa châu còn trên cả dữ liệu của hắn, chỉ là hắn không tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, cũng không tu luyện bí thuật hỏa thuộc tính nào, nên rất khó thúc giục hỏa châu, không cách nào phát huy uy lực chân chính của nó. Chi, chấm CSI, tinh viêm hỏa điều kêu lên, đồng thời truyền ý niệm muốn ăn hạt châu kia cho hàn lập. Yên tâm đi, ta không tu luyện công pháp hỏa thuộc tính, không thể triển khai uy lực của hạt châu này, nhất định sẽ đưa viên hỏa châu này cho ngươi. Tuy nhiên viên châu này có uy lực cực lớn, người muốn sử dụng thì phải cẩn thận một chút. Hàn Lập liếc mắt nhìn Tinh Viêm Hỏa Điểu, trong tay bấm niệm pháp quyết phun lên. Hỏa Châu run lên sau đó bay về phía Tinh Viêm Hỏa Điểu. Tinh Viêm Hỏa Điểu vui sướng há mồm phun ra một ngọn lửa màu bạc cuốn Hỏa Châu đến trước người, một hơi nuốt xuống. Sau khi nuốt Hỏa Châu vào trong cơ thể, ngọn lửa trên người Tinh Viêm Hỏa Điểu lập tức đại thịnh. ngoài ngọn lửa màu bạc bên ngoài, còn xuất hiện hỏa diễm bảy màu rực rỡ, chính là lực lượng của Thất thải hỏa đan sa. Mặc dù tinh viêm hỏa điều có năng lực thôn phê rất nhiều loại hỏa diễm, nhưng nó hấp thu thất thải hỏa đan xa chưa lâu nên chưa hoàn toàn luyện hóa được hết. Bảy tám loại hỏa diễm trên người tinh viêm hỏa điều đan xen vào nhau chấp động không ngừng, kịch liệt trùng kích nhau, phát ra từng hồi âm thanh như sấm rền nổ vang. Thân thể hỏa điều cũng bắt đầu phình ra, thỉnh thoảng có từng chỗ lồi lên, như muốn bạo liệt ra. Hàn lập mắt thấy cảnh này, sắc mặt khẽ biến, vội vàng dừng lại độn quang, phất tay phát ra một cỗ kim quang bao phủ tinh viêm hỏa điều, đồng thời thả ra thần thức xem xét tình hình của nó. chương 1101, thực lực tăng mạnh. Thần tình tinh viêm hỏa điều có chút thống khổ liếc nhìn Hàn Lập, nhưng trong đôi mắt lại lộ ra vẻ mừng rỡ. Hàn Lập thấy vậy, lập tức giật mình. Lúc này, một ánh lửa màu trắng hiện lên trên thân tinh viêm hỏa điều, sau đó vô cùng nhanh chóng quét qua từ đầu tới đuôi. Thất thải hỏa diễm trên người tinh viêm hỏa điều trong nháy mắt biến đi mất, lực lượng thất thải hỏa đan xa trong khoảnh khắc bị luyện hóa hoàn toàn, dung nhập vào cơ thể hỏa điều. Không chỉ có thế, lực lượng hỏa diễm trong cơ thể tinh viêm hỏa điều cũng được tẩy rửa luyện hóa một lần. Lực lượng hỏa diễm pha tạp, không tinh thuần đều bị luyện hóa hoàn toàn, chỉ giữ lại tinh túy. Phần cơ thể lồi lõm lúc trước trên cơ thể tinh viêm hỏa điều hoàn toàn biến mất, ngọn lửa màu bạc bên ngoài thân thể truyền ra một trận ba động. Thân hình tinh viêm hỏa điều bỗng nhiên có rút lại gần nửa nhưng ba động hỏa diễm tản mát ra lại cường đại hơn gấp bội, còn có một tia ba động hỏa chi pháp tác từ trong cơ thể nó truyền ra. Cố hỏa chi pháp tắc này không phải là pháp tắc chi lực của viên hỏa châu màu trắng kia, mà là một loại hỏa chi pháp tắc còn mạnh mẽ hơn. Hàn lập cảm ứng được biến hóa của tinh viêm hỏa điều, trong lòng khẽ động. Khoảng thời gian này tinh viêm hỏa điều đã thôn vệ không ít loại hỏa diễm, thực lực không ngừng tăng cao. Nhưng nó vẫn chưa đạt tới trạng thái hoàn mỹ là vì trong cơ thể nó không tự sản sinh ra pháp tắc chi lực. Không thể tưởng tượng được lần này lại được lực lượng trong viên châu lại tinh luyện hỏa diễm nguyên khí trong cơ thể nó, rốt cuộc bắt đầu sinh ra pháp tác hơn nữa còn là hỏa chi pháp tắc cực kỳ cấp cao. Trong miệng tinh viêm hỏa điều phát ra âm thanh kêu to vui sướng, hai cánh giang rộng ra, gọn lửa màu bạc trên cơ thể nó đại thịnh, trong nháy mắt biến thành một con hỏa diễm cự cầm màu bạc lớn gần trăm trượng, bay múa vòng quanh khu vực gần đấy. Hỏa diễm cự cầm lần này do tinh viêm hỏa điều biến thành hoàn toàn khác trước, hình dáng thon dài hơn trước, trên đầu hiện ra một cái màu lửa, phía sau mọc ra chín cái đuôi lửa rất dài, cảm giác cao quý hơn trước rất nhiều. Một luồng khí nóng vô cùng đáng sợ từ trên người cự cầm màu bạc phát tán ra, mãnh liệt hơn trước gấp mấy lần, không kém bao nhiêu so với lực lượng hỏa diễm do hỏa châu màu trắng vừa mới phát ra, hư không xung quanh run rẩy kịch liệt, dường như cũng bị thiêu đốt. Trên không trung, tinh viêm hỏa điều bay vòng quanh cực nhanh, trong miệng phát ra tiếng kêu càng lúc càng to, hai con ngươi tràn ngập vẻ phấn khích, hai cánh bỗng nhiên quạt một cái. Trên hai cánh bỗng nhiên đại thịnh bạch quang, từ đó bắn ra từng ngọn lửa bạc như lưu tinh. Phô thiên cái địa đánh lên vách núi cùng vài chục ngọn núi trên thân một tòa cự sơn khổng lồ to như cái cột chống trời, phảng phất như một trận mưa lửa vậy. Ngay lập tức những ngọn núi kia bị ngân diễm dễ dàng xuyên thủng, còn trên thân tòa cự sơn chống trời thì bị xuyên thủng thành một đống lỗ sâu không thấy đáy. Liên tiếp âm thanh phanh phanh nổ mạnh lập tức vang lên, những ngọn lửa màu bạc kia bạo liệt nổ tung, tràn ngập lên nhau tạo thành một biển lửa màu bạc lớn chừng 10 dặm. Một luồng nhiệt vô cùng đáng sợ từ biển lửa tỏa ra xung quanh nhanh chóng hòa tan mọi thứ trong phạm vị mười trường. Mười mấy ngọn núi kia giống như nến sáp, nháy mắt bị hòa tan, hóa thành từng làn khói xanh, lập tức biến mất không thấy đâu. Còn khu vực chịu ảnh hưởng của biển lửa trên tòa cự sơn chống trời trong nháy mắt bị hòa tan, lập tức hiện ra một cái lỗ cực lớn trên thân núi. Chẳng qua là tòa núi này thực sự quá mức khổng lồ, lỗ hổng so với cả quả núi chẳng có ý nghĩa gì. Thân tòa núi chống trời không có biến hóa gì, không hề lay động dù chỉ một chút. Hàn lập thấy cảnh này, trong mắt hiện lên một tia vui mừng thực lực tinh viêm hỏa điều bây giờ còn cao hơn cả dự đoán của hắn nhưng hắn lập tức nhướng mày chỗ này cách hỏa nguyên cung không xa lắm động tính vừa rồi quá lớn vạn nhất đám người kỳ ma tử nghe thấy chạy tới đây thì không tốt chút nào nghĩ đến đây hắn lập tức thông qua thần thức truyền âm cho tinh viêm hỏa điều để nó ngừng lại nhưng tinh viêm hỏa điều tựa hồ đang mải mê chơi đùa nó không nghe thấy truyền âm của hàn lập nó quay đầu nhìn về phía toàn núi khổng lồ đôi mắt nhíu lại tựa hồ một kích kia vừa rồi không thể lay chuyển tòa núi nên có chút bất mãn. Trong miệng nó phát ra một tiếng kêu bén nhọn cao vút, ngọn lửa màu bạc quanh thân đại thịnh, lập tức nó há miệng phun một cái. Hỏa châu màu trắng từ trong miệng nó bắn ra, đánh lên bản thể tòa núi khổng lồ. Trên viên châu bạch quang đại thịnh, nhanh chóng mở rộng ra. Viên châu vốn có đường kính chỉ ba tấc, trong nháy mắt biến thành ba trường. Sau đó là ba 30 mươi trường, ba trăm trường, ba nghìn trường, trong nháy mắt, hỏa châu màu trắng nhanh chóng phình to ra, biến thành một viên châu màu trắng cực lớn có đường kính tầm 3.000 trường. Bên ngoài viên châu cuồn cuộn lửa trắng cực kỳ nóng, như mặt trời trên cao hạ xuống, không người nào có thể nhìn thẳng. Bên trong phạm vi gần nghìn dặm đều biến thành thuần một màu trắng, nhiệt độ đột nhiên tăng đến mức đáng sợ, không chỉ làm cho sương mù trong nháy mắt bốc hơi biến mất, thân núi cũng bắt đầu nhanh chóng bị hòa tan. Một cỗ khí tức hủy thiên diệt địa vô cùng đáng sợ từ trên viên châu khổng lồ phát tán ra, thoáng một cái, không gian trong phạm vi mấy chục dặm bên cạnh trở thành một mảnh mơ hồ, sau đó xoẹt một tiếng, vô số khe nứt không gian lớn nhỏ hiện ra. Hàn Lập đang muốn lao tới ra tay ngăn cản tinh viêm hỏa điều, bỗng nhiên không gian xung quanh lóe lên một cái, từng vết nứt không gian hiện ra cắt lên thân thể hắn. Hắn nhướng mày, trong miệng quát khẽ một tiếng, sau lưng hiện ra chân ngôn bảo luân. Vô số gợn sóng màu vàng từ trên chân ngôn bảo luân mở rộng ra bốn phía, trong nháy mắt tràn ngập phạm vi trăm trượng xung quanh vết nứt không gian trong phạm vi chạm trượng trong nháy mắt đình trệ, nhưng những vết nứt này ẩn chứa lực lượng lớn đến kinh người, khu vực được gợn sóng màu vàng bao phủ cũng rung động dữ dội, dường như khó có thể trói buộc những vết nứt này. Hàn Lập phải vội vàng toàn lực thúc dục chân ngôn bảo luân mới khiến cho gợn sóng màu vàng ổn định trở lại. Hắn khiếp sợ nhìn về phía tinh viêm hỏa điểu và viên châu khổng lồ. Khi nãy hắn toàn lực thúc dục viên châu mà chỉ phát huy ra được một ngọn lửa, so với viên châu khổng lồ lúc này thật nhỏ bé không đáng kể. Không chỉ vậy, đại hoang cổ kiếm do hùng sơn thúc dục và túi nhỏ màu lam do lam nhan thúc dục phát ra uy lực cũng chênh lệch rất lớn so với viên châu khổng lồ này. Viên châu khổng lồ giờ phút này cũng không dừng lại, như chậm mà nhanh bắn thẳng tới phía trước, trong nháy mắt bay đến bên cạnh tòa núi khổng lồ, hung hăng nện xuống. Âm một tiếng nổ mạnh rung trời. Lúc này, tòa núi trống trời khổng lồ không nhìn thấy đỉnh cũng ù ù lung lay, phát ra một loạt âm thanh chấn động nặng nề, kéo dài mãi không hết. Vô số đá vụn lớn nhỏ rơi như mưa viên châu khổng lồ chui thẳng vào vách núi, lửa rừng rực bên ngoài nóng vô cùng không ngừng phun ra nuốt vào, thiêu rụi tầng tầng vách núi. Nó nhanh chóng xuyên vào sâu bên trong tòa núi, tựa hồ không oanh kích được tòa núi khổng lồ này thì không bỏ qua. Nhưng đúng lúc này, một tầng kim quang trói mắt mở rộng ra bao trùm lấy viên châu khổng lồ. Giữa tầng kim quang một cỗ lực lượng thời gian pháp tắc cuồn cuộn tuôn ra khiến cho tốc độ của viên châu lập tức giảm đi 10 lần. Bóng dáng hàn lập lóe lên rồi hiện ra bên dưới một vách núi gần đấy, vung tay chụp xuống một cái. Hơn 200 sợi tơ thời gian pháp tắc bắn ra, thời gian linh vực bên trong kim quang cũng cuồn cuộn tụ lại. Sau đó hai thứ bao phủ lấy nhau, ngưng kết lại hóa thành một cái bàn tay cực lớn màu vàng, thò vào sâu trong vách núi bắt lấy viên châu. Hỏa diễm bên trên viên châu cuồn cuộn tràn ra, hung hăng thiêu cháy bàn tay màu vàng nhưng mặc cho hỏa diễm thiêu đốt, bàn tay màu vàng vẫn vững vàng bất động. Được rồi, không nên càn quấy nữa. Hàn lập lạnh lẽo lướt nhìn tinh viêm hỏa điều, trầm giọng quát. Bị Hàn Lập lạnh lùng nhìn chằm chằm, vẻ hưng phấn trong mắt tinh viêm hỏa điều nhanh chóng biến mất. Lúc này trong mắt nó lộ ra một tia sợ hãi, thân thể khổng lồ cũng nhanh chóng thu nhỏ lại, biến thành bộ dạng tinh viêm đồng tử. Viên châu khổng lồ cũng thu nhỏ lại, trong giây lát biến về hình dạng như lúc trước, vèo một tiếng tự động bay trở về bên cạnh tinh viêm đồng tử. Biển lửa màu bạc xung quanh cũng lóe lên một cái, lập tức bị dập tắt. Ngân diễm trên người tinh viêm đồng tử ảm đạm đi rất nhiều, một tia hỏa chi pháp tắc vừa mới sinh ra khi nãy tiêu hao hơn phân nửa, dường như không cảm nhận được nữa. Tuy vậy Tinh Viêm đồng tử đối với chuyện này dường như không có cảm giác gì. Nó tung người bay đến bên cạnh Hàn Lập, thần sắc ủ rũ như một tiểu hài tử vừa làm sai một việc gì đó, liếc mắt nhìn trộm Hàn Lập một cái, rồi lập tức cúi đầu xuống. "Được rồi, sau này ngươi không được ham chơi như thế nữa." Hàn Lập nhìn bộ dạng Tinh Viêm đồng tử, nhoẻn miệng cười, xoa đầu nó một cái sau đó hắn bấm niệm pháp quyết thu hồi thời gian linh vực và thời gian tinh thi. Tinh viêm đồng tử như được đại xá lập tức vui sướng kêu lên. Nó đặt mông ngồi xuống vai hàn lập, há miệng hút hỏa châu màu trắng hỏa vào trong cơ thể. Hỏa châu vừa nhập vào cơ thể, ngọn lửa màu bạc trên người nó lập tức trở nên sung mãn, đồng thời từng tia nguyên khí hỏa thuộc tính từ trong không gian hội tụ, dung nhập vào trong cơ thể tinh viêm đồng tử. Hàn lập cảm ứng được tình huống này, trên mặt hiện lên vẻ kinh ngạc. Trước kia khi tinh viêm đồng tử tiêu hao hết nguyên khí, chỉ có thể thông qua thôn vệ lực lượng hỏa diễm có sẵn như địa hỏa để khôi phục. Nhưng bây giờ nó đã được hỏa châu màu trắng tương trợ, có thể trực tiếp hấp thu nguyên khí hỏa thuộc tính trong hư không. Thì ra hỏa châu màu trắng không chỉ dùng để công kích mà còn có tác dụng khác. Nhưng mà mặc kệ hỏa châu còn có năng lực gì khác, chỉ cần năng lực công kích đã là đủ rồi. Công kích của viên châu lúc trước thực sự kinh thiên động địa, dù là hắn cũng không chắc có thể đỡ được vừa rồi nếu không phải viên châu va chạm với tòa núi khổng lồ kia bị triệt tiêu hơn mất phân nửa uy lực hắn cũng không có cách một lần là có thể bắt lại được hơn nữa nhìn trạng thái khí tức biến hóa của tinh viêm đồng tử có lẽ có thể thúc giục viên châu phát ra công kích hai lần đã có át chủ bài tinh viêm đồng tử thực lực của hắn lập tức tăng lên không ít nếu sau này hắn tranh đấu với kỳ ma tử có thể nắm chắc thêm vài phần phần thắng hàn lập âm thầm thở ra một hơi đè nén cảm giác hưng phấn trong lòng thân hình hóa thành một đạo kim quang, bay lên phía trên. Bây giờ tuế nguyệt tháp không còn yên ổn nữa, khắp nơi đều có yêu ma bị thả ra, vừa rồi tinh viêm đồng tử lại gây ra động tĩnh lớn như vậy, nơi này đã không thể ở lâu hơn nữa. Bởi vì tinh viêm đồng tử thu hồi hỏa châu màu trắng nên khu vực không gian bên cạnh lại tràn ra từng mảnh sương mù màu trắng. Thân hình hàn lập lóe lên chui vào bên trong sương mù, biến mất không thấy đâu. Hàn Lập vừa mới rời đi chưa đến nửa khắc công phu, đã có hai đạo độn quang từ phía dưới bay vụt đến. Bọn chúng đi đến nơi Hàn Lập và tinh viêm đồng tử vừa dừng chân khi nãy. Sau khi độn quang thu vào, lộ ra hai người kỳ ma tử và hùng sơn. Kỳ ma tử nhìn về phía vách núi gồ ghề, sau đó lại nhìn vào hư không, gã nhíu mày, sắc mặt liên tục biến đổi. Nhìn tình hình chỗ này có lẽ đã xảy ra một trận kịch chiến, những kẻ này thực lực cũng không yếu. Hùng Sơn quan sát xung quanh, hít nhẹ một hơi rồi nói nơi đây còn lưu lại một tia khí thức thời gian pháp tắc, chắc chắn Hàn Lập là một người trong đó. Tên còn lại tu luyện hỏa chi pháp tắc, đã thúc giục ly hỏa thiên châu giao thủ với Hàn Lập. Sau khi suy nghĩ một chút, kỳ ma tử chậm rãi nói. chương 1102, do dự chuyện thần đăng. Ly hỏa thiên châu không phải bị Hàn Lập đoạt được sao, hẳn là bị người chặn cướp giữa đường. Hùng Sơn nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc, kỳ ma tử không nói gì, trong miệng nói lẩm bẩm, vung tay lên lòng bàn tay của lão lóe lên kim quang nhiều ra một tiểu kính màu vàng lớn chừng bàn tay một mảnh sóng ánh sáng màu vàng như nước từ trên mặt kính khuếch tán ra nhộn nhạo trong phạm vi mấy chục dặm sau đó trở về trên mặt kính trên tiểu kính màu vàng lóe lên gợn hào quang hiện ra ba sợi quang mang một vàng một trắng một đỏ hào quang màu vàng tản mát ra trận trận ba động thời gian pháp tắc mà quang mang màu trắng và màu đỏ đều tản mát ra hỏa chi pháp tắc nhất là sợi hồng quang kia mặc dù nhỏ hơn nhiều so với ánh sáng màu trắng, nhưng tản ra pháp tác ba động mãnh liệt, gắt gao ngăn chặn lực lượng pháp tác trong hào quang màu trắng. A, à, đạo hỏa chi pháp tắc này thật là cao minh. Vậy mà có thể áp đảo hỏa chi pháp tác trong ly hỏa thiên châu. Hùng sơn cũng không kinh ngạc trước tình cảnh trước mắt, hiển nhiên không phải lần đầu tiên nhìn thấy, nói ra. đương nhiên cao minh, một sợi hỏa chi pháp tắc này chính là hỏa chi bản nguyên pháp tác trong truyền thuyết, sao lại không áp chế nổi ly hỏa thiên châu chứ? Kỳ ma tử chậm rãi nói ra hỏa chi bản nguyên pháp tắc, vậy khó trách, bất quá sợi bản nguyên pháp tắc này là do người nào lưu lại, trong những người tiến vào tuế nguyệt tháp, tựa hồ không có ai tu luyện hỏa chi pháp tắc. Hùng Sơn nghe vậy giật mình, lập tức nói ra, kỳ ma tử nghe vậy, sắc mặt trầm xuống, sở dĩ thần sắc lão nặng nề như vậy, chính là vì điều này. Thế gian pháp tắc có ngàn vạn loại, trong đó lấy tam đại trí tôn pháp tắc phi tôn, nhưng bản nguyên pháp tắc cũng không giống bình thường, chính là tồn tại gần với tam đại trí tôn pháp tắc, rất ít người có thể tham mộ được. Đám người tiến vào tuế nguyệt tháp, kỳ ma tử đều biết, không có ai tu luyện hỏa chi pháp tắc. Bây giờ thình lình lòi ra một người tu luyện hỏa chi bản nguyên pháp tắc, khiến cho lão kinh sợ không thôi, âm thầm suy đoán hẳn là ngoại trừ bọn người hàn lập, còn có những người khác tiến nhập tuế nguyệt tháp này. Được rồi, suy nghĩ nhiều vô ích, chúng ta đuổi theo nhìn xem là biết. Kỳ ma tử lắc đầu, nói ra, Hùng Sơn đương nhiên không phản đối chuyện này, hai người hóa thành hai đạo kim quang bay đi. Lúc này Hàn Lập đang mang theo tinh viêm đồng tử tiếp tục phi độn tới phía trước. Càng lên cao, sương mù màu trắng chung quanh càng nồng đập, mà sương mù dần dần trở nên như thực chất, như tơ như sợi quấn quanh độn quang Hàn Lập, khiến cho tốc độ của hắn đại giảm. Mà càng đi về phía trước, sương mù màu trắng càng nồng đập, trở ngại cũng theo đó tăng mạnh, độn tốc chỉ còn một thành so với ngày thường. Bất chợt, sắc mặt Hàn Lập khẽ động, ngừng lại độn quang, nhìn sương trắng mênh mông phía trước, mặt lộ vẻ do dự. Tinh viêm đồng tử nhìn qua Hàn Lập, miệng khép mở mấy lần, lại dùng tay nhỏ cua lên, tựa hồ đang hỏi thăm Hàn Lập vì sao dừng lại. Hàn Lập cũng không để ý tới tinh viêm đồng tử, chỉ nhìn phía trước. Đến nơi đây, hắn rõ ràng cảm ứng được phía trước có một cỗ ba động thời gian pháp tắc cường đại không gì sánh được, không còn mơ hồ không rõ như trước. Cỗ thời gian pháp tắc này có khí thức tương tự với ngọn lửa màu vàng trên hai trận nhãn lúc trước, hẳn là cùng một nguồn gốc. Nếu như hắn đoán không lầm, nơi phát ra cỗ ba động thời gian pháp tắc này hẳn là ngọn tuế nguyệt thần đăng kia. Hàn lập trước đó đã cẩn thận hỏi qua lôi ngọc sách chuyện phong ấn hắc thiên ma thần, năm nơi trận nhãn kia chỉ là phụ trợ, hắc thiên ma thần bị phong ấn ở chỗ tổng trận, mà tuế nguyệt thần đăng là ở tại chỗ tổng trận kia. Bây giờ tuế nguyệt thần đăng đã hiển lộ một chút manh mối, vậy nơi phong ấn hắc thiên ma thần chỉ sợ là ở chỗ này. Mặc dù Hàn lập không e ngại hắc thiên ma thần như ba người lôi ngọc sách, nhưng đối với tồn tại đạo tổ ma thần này, hắn theo bản năng cũng không muốn chính diện tiếp xúc. Từ khi hắn tiến vào tòa thái tuế tháp này, đầu tiên là được ba trùng xào hỏa tuế huỳnh trùng, làm tăng nhiều số lượng thời gian pháp tác tinh thi, vừa rồi lại lấy được viên hỏa châu màu trắng ẩn chứa hỏa chi bản nguyên kia, thu hoạch đã không nhỏ. Nếu tiếp tục đi tới, điều đó có nghĩa là sẽ mạo hiểm ở nơi phong ấn hắc thiên ma thần này, phong hiểm tự nhiên tăng lên nhiều. Vào thời khắc này, một tiếng nổ to lớn trầm đục không biết từ chỗ nào chuyển đến, phụ cận vụ hải màu trắng cũng theo đó ba động một chút. Chuyện gì xảy ra? Hàn Lập nhíu mày lại, trên thân tinh viêm đồng tử đột nhiên sáng lên một đạo bạch quang, hỏa châu màu trắng tự động từ thể nội nó bay ra, trên hỏa châu giờ phút này tỏa sáng hào quang, đồng thời rung động ong ong không thôi, tựa hồ sinh ra cộng hưởng cùng thứ gì đó. Bất quá tình huống này cũng không xảy ra quá lâu, mấy hơi thở sau, bạch quang trên hỏa châu nhanh chóng phai nhạt xuống, khôi phục nguyên trạng. Tinh viêm đồng tử thấy vậy, vội vàng há miệng hút nó vào thể nội, đồng thời dùng hai tay nhỏ ôm thật chặt bụng nhỏ bộ dạng sợ nó lần nữa bay ra ngoài chẳng lẽ hai nơi trận nhãn khác đã bị phá khiến cho hỏa châu màu trắng này có dị động hàn lập thấy vậy mỉm cười sờ lên đầu tinh viêm đồng tử đồng thời trong lòng âm thầm suy đoán năm trận nhãn tương liên với nhau mà hỏa châu màu trắng này là một vật áp trận ở một trận nhãn sinh ra liên hệ cùng hai nơi trận nhãn khác cũng là bình thường hắn suy nghĩ một chút rất nhanh không nghĩ nhiều nữa ánh mắt nhìn tới phía trước hơi trì hoãn một chút trong lòng của hắn đã quyết định dự định tiếp tục đi tới, nhìn xem tình huống rồi tính tiếp. Dù sao đã đến nơi này, nửa đường lâm trận lùi bước thực sự có chút đáng tiếc, hắn vẫn có chút hiếu kỳ với tuế nguyệt thần đăng, muốn nhìn xem một chút. Mà lúc trước hắn đã ước định liên thủ cùng bọn Hồ Tam, hiện tại tự tiện rời đi sẽ làm trái ước định. Nghĩ đến đây, Hàn Lập không trần chờ nữa, khẽ quát một tiếng, bên ngoài thân hiện ra một đạo kiếm ảnh màu vàng to lớn, bao phủ thân thể hắn vào trong đó, bay vụt lên. Trên kiếm ảnh lượn lờ hồ quang điện màu vàng, tản mát ra một cỗ kiếm khí lăng lệ không gì sánh được, cuốn lên phía dưới, lập tức chém tách xương mù phía trước ra, khiến cho tốc độ đi tới so với trước đó nhanh hơn rất nhiều. Chỉ bất quá chưa được bao lâu, lại tiến lên một khoảng, xương mù màu trắng chung quanh càng phát ra dày đặc, mà lại cứng cáp hơn. Kiếm ảnh màu vàng phá vỡ xương mù càng ngày càng khó khăn, tốc độ lần nữa chậm lại. Tinh viêm đồng tử thấy cảnh này, miệng nhỏ cong lên, từ bả vai hàn lập bắn ra, há miệng phun một cái hỏa châu màu trắng lần nữa bắn ra, dung nhập vào trong kiếm ảnh màu vàng quanh người Hàn Lập. Từng sợi lửa màu trắng từ trong hỏa châu bắn ra, quấn quanh trên kiếm ảnh, hòa lẫn cùng những hồ quang điện màu vàng kia. Tốc độ kiếm ảnh đột ngột tăng lên, thế như trẻ che chém mở ra sương mù phía trước. Con đường phía trước không rõ, chưa có hao phí nguyên khí thôi động hỏa châu, hảo hảo giữ lại thực lực. Hàn Lập nhướng mày, trầm giọng nói ra, Tinh Viêm đồng tử nhếch miệng cười cười, tựa hồ muốn nói không sao cả. Hàn Lập cẩn thận cảm ứng khí tức biến hóa trên thân tinh viêm đồng tử, tiêu hao xác thực không lớn, sau khi kinh ngạc, cũng có chút mừng rỡ, vội vàng toàn lực thôi động kiếm quang tiến lên. Bay một lát, sương mù màu trắng phía trước đột nhiên bắt đầu thưa thớt, tựa hồ đã đến điểm cuối. Sơn phong phía dưới cũng không còn vô biên vô hạn, bắt đầu mơ hồ nhìn thấy toàn cảnh, tựa hồ rốt cuộc đã tới khu vực đỉnh núi. Hàn Lập mừng thầm trong lòng, lần nữa tăng nhanh độn tốc. Nhưng sau một khắc, dầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, hắn đâm vào trên vật cứng gì đó, kiếm ảnh màu vàng quanh người vỡ nát, cả người bị chấn bay ngược trở về. Cũng may nhục thân hàn lập cứng cỏi không gì sánh được, cũng không có bị thương. Trong kiếm ảnh, hỏa châu màu trắng cũng bị chấn về, tinh viêm đồng tử vội vàng nuốt nó vào thể nội. Chuyện gì xảy ra, thân thể hàn lập ưỡn một cái liền đứng vững, nhìn phía trước, sắc mặt giật mình. Chỉ thấy trong sương mù phía trước xuất hiện một màn sáng màu trắng, nhìn cũng không biết dày bao nhiêu, bên trong có thể nhìn thấy đạo đạo lưu quang màu trắng chấp động. Chỉ là màn sáng này hiện ra hơi mờ, mà lại hỗn tạp trong sương mù, rất khó phát hiện. Màn sáng nhìn vô biên vô hạn, thần thức hàn lập vì không cách nào cảm ứng được toàn cảnh, càng không cách nào thẩm thấu vào trong đó, phảng phất giống như lạch trời ngăn ở phía trước. Mà tại chỗ sâu trong màn sáng màu trắng, mơ hồ có thể nhìn thấy một đoàn kim quang lóa mắt, trận trận ba động thời gian pháp tắc từ trong đó tản ra. Đó là, ánh mắt hàn lập sáng lên, phi thân rơi vào trước màn sáng màu trắng, kiệt lực muốn nhìn rõ kim quang phía trong. Đáng tiếc kim quang lóa mắt, lại có màn sáng ngăn cản, nhìn không thấu tình huống bên trong, bất quá hắn có thể khẳng định nơi đó chính là nơi phong ấn hắc thiên ma thần. Hàn lập thu tầm mắt lại, rơi vào trên màn sáng trắng trước mặt, đưa tay ấn ấn trên đó. Chạm vào màn sáng màu trắng ẩn ẩn có mấy phần mềm mại, nhưng chỗ càng sâu lại cứng rắn không gì sánh được, cho người ta một loại cảm giác không gì phá nổi. Hàn lập nhíu mày, sau đó khẽ quát một tiếng, hơn 900 chỗ huyền khiếu toàn thân đều nở rộ quang mang, sau đó vung lên một quyền đánh vào trên màn sáng. Bùm một tiếng to lớn trầm đục, nắm đấm của hắn đâm thật sâu vào trong màn sáng màu trắng, trên màn sáng chung quanh nắm đấm hiện ra từng gợn sóng chập trùng như nước, kịch liệt dao động. Hư không phụ cận cũng phát ra một trận tiếng vang ù ù. Nhưng màn sáng màu trắng cũng không vỡ vụn mảy may, ngược lại từ đó lộ ra một lực phản chấn to lớn, đánh hắn bay ra ngoài. Hàn lập bay rớt ra ngoài khoảng hai ba trăm trên thân lóe lên kim quang, lần nữa ngừng lại. Lần này lực phản chấn quá mạnh, làm lục phủ ngũ tạng của hắn xoắn thành một đoàn, cho dù lấy nhục thân cứng cỏi của hắn, cũng không chịu đựng nổi, sắc mặt trắng bệch, một hồi lâu mới khôi phục. Sắc mặt hàn lập trầm xuống, hừ lạnh một tiếng, hai tay bấm niệm pháp quyết, vận chuyển thiên sát chấn ngục công. Sau một khắc, toàn thân hắn đại phóng tinh quang, thân hình bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành một cự ma ba đầu sáu tay lớn vạn trưởng ba cái đầu cự ma gồm một là sơn nhạc cự viên một cái khác là chân linh thiên long còn có một cái là du thiên côn bằng ba cỗ chân linh huyết mạch chi lực từ thể nội hắn bỗng nhiên tỏa lên một cỗ khí thức cường đại lăng thiên triệt địa từ trên người hắn bộc phát ra hư không phụ cận cũng rung động theo phiến kim quang sau màn sáng trắng đột nhiên ba động một chút nhưng sau một khắc lại khôi phục nguyên dạng hàn lập chỉ tập trung toàn lực vận chuyển thiên sát chấn ngục công nên không chú ý tới tình huống sau màn sáng sau khi biến thành cự ma phát ra một tiếng rít sáu nắm đấm song song đảo ra, đánh vào trên màn sáng màu trắng. Âm một tiếng vang thật lớn, sáu nắm đấm oanh kích vào màn sáng làm màn sáng lõm sâu vào bên trong, chung quanh màn sáng chấn động chập trùng kịch liệt, mãnh liệt gấp 10 lần so với trước đó nhưng dù vậy, màn sáng màu trắng vẫn như cũ căng cứng không ngừng. Màn sáng tỏa ra tia sáng chói mắt, bên trong có lưu quang màu trắng cấp tốc chuyển động, một cỗ cấm chế chi lực to lớn và mềm dẻo từ đó lộ ra, thình lình hóa giải từng chút một lực lượng trên sáu nắm đấm của cự ma. Chương 1103, hậu thủ. Chuyện gì xảy ra vậy? Hàn Lập trong hình dạng cự ma thấy cảnh này, sắc mặt lập tức biến đổi. Một khắc sau, màn sáng màu trắng lại sáng lên, chỗ lõm xuống bỗng nhiên khôi phục nguyên dạng. Thân thể cự ma chấn động mạnh đồng thời bị đánh bay ra ngoài như lúc trước. Sau khi lùi lại mười mấy bước mới đứng vững, hắn ngạc nhiên nhìn màn sáng màu trắng, trên mặt hiện ra vẻ nặng nề. Nếu nói về lực công kích của bản thân công pháp thiên sát chấn ngục công của hắn là mạnh nhất nhưng vẫn không thể phá vỡ màn sáng này không biết phải làm cách nào đây hàn lập cho dù có một vài thủ đoạn khác nhưng xem xét tình hình trước mắt có lẽ cũng không làm nên chuyện gì tinh viêm đồng tử đột nhiên phát ra một tiếng kêu bén nhọn lần nữa hóa thành hình dạng hỏa điều chuẩn bị bay ra đúng lúc này khu vực phía trong sương mù gần kề nơi này lại bắt đầu chuyển động kịch liệt từ đó chuyển ra một tiếng trầm đục bạch quang trên người tinh viêm đồng tử lần nữa lóe sáng Viên hỏa châu màu trắng tự động bắn ra, phát ra ánh sáng rực rỡ. Hàn Lập hơi biến sắc, quay đầu nhìn về phía sau. Chẳng lẽ mắt trận cuối cùng cũng đã bị phá? Mặc dù hắn đã sớm đoán trước điều này, nhưng không nghĩ sẽ nhanh đến thế, như vậy hắn cũng không còn nhiều thời gian nữa. Nếu trong thời gian ngắn hắn không thể phá bỏ trở ngại phía trước, chắc chắn sau này sẽ phát sinh ra nhiều vấn đề. Nghĩ đến điều này, Hàn Lập lại quay đầu nhìn về phía màn sáng màu trắng. Đúng lúc này, một việc kinh người xảy ra. Màn sáng màu trắng phía trước gần như không cách nào phá hủy đột nhiên tỏa ra ánh sáng màu trắng chói mắt, mãnh liệt chấp động hai lần, sau đó nhanh chóng mỏng đi. Bụp một âm thanh vỡ vụn phát ra, màn sáng hóa thành từng mảng ánh sáng lấp lánh màu trắng bay lên trời, chớp mắt tan biến không còn dấu tích. Hàn Lập sững sờ, dường như không dám tin vào hai mắt mình. Trong đầu hắn chợt lóe lên một ý nghĩ, chẳng lẽ toàn bộ năm mắt trận đã bị phá hủy nên màn sáng cấm chế này mới biến mất. Sau đó hắn nhìn xuống phía dưới, vào giờ phút này, trên đỉnh một mỏm núi trên tòa cự phong chống trời kia, hai bóng người đang đứng sau một tảng đá lớn, chính là Lôi Ngọc Sách và Tô An Thiến. Một vòng bảo hộ màu trắng bao phủ hai người, trên vòng bảo hộ chấp động xương mù màu trắng, trông rất huyền diệu. Phía trước ngọn núi cách nơi đây hơn 100 dặm xuất hiện một tòa cung điện màu xanh biếc, tuy nhiên giờ phút này cả cung điện đã sụp đổ. Hai đạo độn quang màu lam từ trong phế tích bay ra, chính là hai người Lam Nguyên tử và Lam Nhan. Độn quang hai người quấn lấy nhau, hòa làm một thể tốc độ lập tức tăng lên, nhanh chóng biến mất phía cuối chân trời. Sau khi hai bóng người Lam Nguyên Tử biến mất, từng đạo thân ảnh màu đen cũng từ bên trong bắn ra, tản mát ra từng cỗ ma khí cường đại. Trong tiếng gào thét ẩm ý, đám người ma tộc cũng bay về phía xa, rất nhanh biến mất không còn dấu tích, xung quanh nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Hai tay lôi ngọc sách bấm niệm pháp quyết sau đó vung lên, vòng bảo hộ màu trắng bao phủ hai người chợt biến mất, hóa thành một vòng tròn màu trắng bay vào trong tay áo. Lôi ngọc sách, sao ngươi không để ta ngăn cản bọn họ ta và ngươi liên thủ chắc hẳn có hy vọng bảo vệ nơi này tô an thiến nhìn lôi ngọc sách trầm giọng nói không được lam nguyên tử và lam nhan thực lực đều không dưới chúng ta hơn nữa bọn họ còn có túi nhỏ màu lam kia chúng ta không thể là đối thủ của họ liều mạng xông lên chỉ thua thiệt mà thôi nếu như chỉ có một mình ta ngã xuống cũng không sao nhưng có nàng ở đây ta không thể mạo hiểm được lôi ngọc sách thở dài nói tô an thiến khóe môi khẽ động trong mắt hiện lên một tia phức tạp, im lặng suy nghĩ. Một chi trận nhãn cũng đã bị phá hủy, như vậy năm mắt trận đều đã bị phá, làm sao bây giờ? Nàng lo lắng nói, ta tự có biện pháp, nàng không cần phải lo. Đi thôi, trước hết chúng ta cần phải sửa chữa lại pháp trận này. Ánh mắt lôi ngọc sách thoáng hiện lên chút khác lạ, sau đó bay tới cung điện đã sụp đổ kia.